16 tháng 12 này, hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu hoành tráng. Tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp. Đốt cháy sân khấu. Chạm thẳng vào tim. Một đêm duy nhất. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào VSAP từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Ca sĩ mặt nạ The Masked Singer mùa 2 đón xem sớm nhất tập mới 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với The Masked Singer, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và quý vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam trên truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holding thực hiện, được phát sóng lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2. Và quý vị hãy cùng với chúng tôi tại ngay siêu dụng giải trí VION để được xem trọn bộ ca sĩ mặt nạ mùa 2. VION là siêu dụng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Và cùng với chúng tôi, futelvz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Xin cảm ơn nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Plan, bia vị chất, mở bất ngờ. Xin cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón nghệ sĩ Trấn Thành. Ca sĩ Tóc Tiên. Ca sĩ Bích Phương. Và ca nhạc sĩ Hứa Kim Tuyên. Gửi lời chào đầu tiên đến một hitmaker Hứa Kim Tuyền. Trang xin phép gửi lời chào đến khán giả có mặt trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình. Hôm nay thì em cảm thấy rất là vui khi được quay lại với The Masked Singer mùa 2. Và đặc biệt là còn được gặp lại chị Tiên, gặp lại anh Thành, gặp chị Phương. Và sẽ có những bài hát mới mang đến với chương trình, em đang rất là hồi hộp. Gặp anh, em không tính gặp anh Bắc. À có, em có, em có. Thiếu, thiếu. Mặc dù là em từ chối cái sự đặt bài của tôi nhưng em cũng không thái độ tôi như vậy. Không thể nào phúng phải như vậy. Không phải, em nói chưa tới là anh đã tự ấy chú rồi, từ từ. Anh đã tự tố giác chính bản thân mình. Đúng rồi. Được, tôi nghĩ là ngày hôm nay sẽ hỗ trợ em hết mình đó Tuyền à. Có được vậy thôi. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là OTP. Đẩy thuyền, đẩy thuyền. Chị Phương với anh Isaac nè. Đúng rồi. Thế mọi người đẩy đẩy vui vui thế thôi, để qua đẩy lại thuyền nọ thuyền kia, mấy cái thuyền liền. Trước giờ trong quá trình hoạt động nghệ thuật của chúng ta, anh Thành có... không được, anh có gia đình rồi.
trước khi có gia đình. Anh thì chỉ có nhu cầu đẩy thuyền người ta thôi chứ không ai đẩy thuyền anh hết trơn á. Tại vì vừa xong mối này là một thời gian sau là cái tôi thích ai là cái bắt đầu mình tấn công người ta liền. Nhưng mà có bao giờ mà anh vô một cái trường hợp ví dụ anh tỏ tình với người ta, người ta nói em không biết nữa, em đang suy nghĩ rồi không? Có đó. Nói nhỏ quý vị nghe, đừng nói ra nghe nha. Em hứa bảo mật. Cũng một người trong nghề nổi tiếng luôn đó. Hình hình hình. Tên hai chữ. Ca sĩ, diễn viên hay là... Ca sĩ luôn đó. Ca sĩ. Bằng tuổi em không hay là lớn hay nhỏ? Ở lứa tuổi em đó. Chị Đông Nhi hả? Không phải. Trời ơi, tôi đi. Tước lớn cái lớn. Cái gì được, thôi lướt qua đi. Không, để em lấy em xin đó, em sẽ suy nghĩ tiếp, yên tâm. Rồi. Còn tiền sao à? Có cái thuyền nào riu riu và ủa, em sao nghĩ... bỏ qua em vậy? Không, bỏ qua em đi, anh nghĩ là cuộc đời em không ai để thuyền em trơn á. Ủa, người ta chuẩn bị nguyên bài diễn văn đó, người ta trả đáp án luôn mà. Tiên yêu chừng 2-3 người sẽ lấy chồng luôn tới giờ. Trời ơi, sai bé à, anh hỏi em đi. Hỏi không? Đang hỏi đi nào. Dạ, sao anh hỏi gì ạ? Ờ, tiền thì sao em? Dạ. Tình trường boring, hỏi chi? Tình trường em boring nhưng ít nhất là em còn dám chỉ mặt gọi tên người đó nha. Còn không có người không dám kể tên người đó ra. Ủa, nha. Ai rồi, kể coi, dạ, kể coi. Cuộc đời đi hát của em là có tới 2 OTP lần. À. Một OTP trở thành anh kết nghĩa của em hiện giờ, đó là Hư Thần. À. Đúng nhận sai cãi. Và cái thuyền thứ hai đó là hiện giờ là chồng em. Trời ơi. Là một OTP. Ờ thì nó coi như là đẩy đi. Ừ. Mà bây giờ nè, hit quốc dân nè, là tình trường là chắc là bột sải mấy mối đó. Mấy quen tiểu thuyết. Anh Huy biết từ lúc em vô nghề tới giờ là 7 năm chưa bây giờ được ghép đôi với ai. Một ai cũng có OTP nhưng mà ngân hàng gửi để nó thanh toán tiền cho ta đó, cũng là một loại OTP. Vậy là chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ biết được nhiều điều bí mật của những mắt cốt lắm. Sao mai hỏi Bích Phương đâu vậy? Không, Bích Phương ai xác là cái kiểu vui vui thôi, còn cái kiểu để thiệt kìa là có ai không? Thì là phải có từ cái vui nó mới đến được cái thật. À. Ôi trời ơi, ngày mai sẽ có một cái tiết Bích Phương thích những cái vui thành thật. Cuối cùng chúng tôi đã có được một cái đoạn teaser chất lượng. May mắn quá, tập này sẽ hit. Phương đừng lo, yeah. Cái tích của Phương nó vẫn dưới một cái tích. Đó là hả, anh Trấn Thành đã từng thích một ca sĩ có hai chữ mà bị từ chối. Thôi, tới đó thôi. Khán giả, quý vị hãy comment cho tôi biết tên nữ ca sĩ đó là ai. Kèm đến số người dự đoán y như bà. Còn em thì sao? À, em hả? Đến lướt à. Thôi, mọi người đã kể rồi. Chẳng lý nào em giữ lại cho bản thân mình đúng không? Đúng rồi, tự trọng đi. Xin mời họ được cố vấn về vị trí à? Tự trọng đi. Và thưa quý vị, nhân vật đầu tiên chúng ta sẽ gặp gỡ trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là ông Baby. Quá trời, như một cây thông. Chào ông Baby. Em xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì với chủ đề là OTP, thì không biết là tình trường của ông Baby như thế nào. Các anh chị ơi, các anh chị có biết OTP là gì không? Là gì nào? Chỉ là một mã ngân hàng thôi mà. Ngày hôm nay em nhờ anh Ngô Kiến Huy tìm cho em thử một OTP đi anh. Khó nha, nhưng mà thôi, nể tình là mấy dòng trước hát hay, giao đại tốt, tôi cũng sẽ cố gắng tìm cho ông một anh chàng trong mơ. Ship nó cho con voi đi. Ship nó cho con voi đi. Hả? Voi là hát hay, giọng trầm ấm nè, mà không biết là muối nó là sao thôi. Nhưng mà con voi nó tưng tưng lắm, không có hợp với cái energy này đâu. À, một người trầm tính hả? Được rồi, để tôi tìm ra. Bố gấu. Bố gấu gia đình rồi. Anh ơi, nhanh nhanh lên anh ơi. Ờ, đây đây, OTP đẹp trai, hát hay, sáu muối nấu ăn ngon. Ngô Kiến Huy. Anh luôn. Ủa? Just wanna be with you. Just wanna be.
just wanna be with you. Xa vọng chân trời gần ngay trước mắt. Mà quan trọng là còn có nhiều sổ hồng, sổ đỏ. Đúng vậy. À, thật ra có OTP khác rồi ạ. 3, 2, 1, xin mời xuất hiện. Ủa có thiệt hả? Còn ai nữa quý vị? Nia Gif, đẹp trai. 6 muối. Có muối không? Cute, nấu ăn ngon luôn. Giọng nói trầm luôn. Alo. Sao chua vậy? Lại, sửa Gif. Ờ, bạn ơi, mình giữ khoảng cách một chút xíu nha. Sao nó giống như cục 500? Nó đi đường lửa là trời. Trời ơi trời. Bạn để ý nha, tự nhiên cái negative ra cái là có định hướng lại liền. Lừa chúng tôi hay sao? Anh negative bước ra, mọi thứ trong em đều sáng tỏ. Đường đi cứ băng băng đi tới tôi đây. Trời ơi, dễ thương quá. Anh coi gương mặt của ông lúc mà tiến lên negative á. Trời ơi, nó rippy lắm luôn. Em ơi, mình là phận nữ nhi, mình phải kêu ra lên. Cười đó. Phải không? Em thích bài nào của anh? Em thích cái bài mà... Rồi xong. Ai, về thích dữ chứ. Là bài ngủ một mình của anh. Coi chừng lộn với hiếu thứ hai nha bà. Có thích lộn anh không? Em cái anh mà em thích là cao không? Cái anh kia là cái anh hái thứ hiu. À, hái thứ hiu. Còn anh là cái anh mà hay bị rớt miếng đúng không? Ủa? Em trai trời quá. Chối gì nữa giờ? Ôi. Em quăng chi mà em hay rớt vậy? Em đâu có quăng gì, em không quăng nó cũng tự rớt. Trời đất ơi. Kiếp em là rớt miếng tự nhiên rồi. Nói đầu ngay vừa rồi là những cái gì mà ông thể hiện đó chỉ là một phần phấn khích của ông thôi. Kìa, nó kìa. Một phần phấn khích mà vậy rồi đó hả anh? Em thấy ông nhà anh sao? Ưng không? Em thấy cũng dễ thương. Nói chung là cái lúc mà tụi em tập vợt với nhau em thấy cũng đúng gu em. Cái gu của em là rất là thích con gái mặc quần thụng. Mà hôm đó là em thấy bạn ông baby mặc cái quần mà dài mà cà lết đi cà quẹt vậy nè. Rất là dễ thương, rất đúng ý em. Ủa vậy là em thấy mặt rồi đó hả Negif? Dạ đâu, em đâu có thấy mặt đâu. Đội nguyên cái nón bảo hiểm luôn chị. Vậy hôm ấy là cho phép tụi anh được đẩy thuyền tụi em lại bé ông nha. Trời ơi dễ thương quá. Chồng. Nói chung là cũng dễ thương nhưng mà chưa có đủ làm cho em quên đi Bích Phương. Ủa hai. Chưa có đủ làm cho em quên đi Bích Phương. Khoan, chừng lại 2 giây. Em thấy cũng dễ thương, cũng đúng gu em. Rất là dễ thương, rất đúng ý em. Cái mối quan hệ này phức tạp quá. Em cũng không biết phải nói như nào. Em bị bất ngờ. Được rồi, em sẽ công khai đấu tranh về tình yêu này. Trời ơi, dễ thương. Em yêu, chị xin đừng nhường cả cho em kèo này. Em hãy cố lên. Tất cả là của em, của em, của em. Sao chị từ chối em dữ vậy chị? Đâu có đâu, chị ủng hộ cho em chị. À vậy hả? Không, bây giờ anh mới tin là con ông hồi nãy nó nói đúng. Anh là cái anh mà hay bị rớt miếng đúng không? Hay bị rớt miếng đúng không? Chối gì nữa giờ? Anh tin rồi. Quá. Để coi là bây giờ có hòa hợp trong giọng hát hay không nha. Ok, đi thôi. Ca khúc mà vừa rồi ông Baby đã nhắc tên đó chính là một sáng tác của Hiếu Thứ Hai và Negif. Ca khúc Ngủ Một Mơ. Let's go. Wow. Oh my god. Ôi hát ngủ một mình luôn. Bất ngờ nha. Một ngày nữa thôi, chỉ là em không muốn phải ngủ một mình đêm nay.
cho em nghe, hãy nói cho em nghe những điều mà điều anh muốn sau khi đêm nay trôi qua, là một trái tim hay những món quà. Anh muốn đôi ta em đặt tới những nơi đâu, em đã nhắm đôi mắt anh những ngày đầu. I'm getting on your love, nhưng anh sẽ chẳng thấy em qua ngày mai, bởi vì thiên bình đây chẳng thể nào bên ai mãi mãi. Hãy hứa không nói cho ai hình anh gửi em làm sao mà có thể. Hay như khi mà anh nằm ngay kế bên, hãy ở lại với em thêm một ngày nữa thôi, bởi vì em không muốn phải ngủ một mình bên đây đâu. Bên ngoài và uống say hay là ta nằm đây cả đêm, chỉ là em không muốn phải ngủ một mình bên đây. Về cả nhà như cả đêm mưa đến tôi, đây chẳng phải là lần duy nhớ của em ở đây. Dù là ta chẳng phải của nhau, nhưng chỉ mình anh được cùng lên tâm em. Chờ phải quay mà về nơi kia lúc anh thấy đâu. Tôi và đây là bên cạnh nhau từ sau này, sau này anh sẽ đi cùng với một ai chẳng phải là em từ sau này. Không cần biết em tên thay đổi hay như tên em, oh baby, nhưng điều em đang muốn làm cái đêm nên là be your baby. Hai bao nhiêu lâu chưa gặp, em sẽ nói với họ rằng bên cạnh em chưa có ai nào. Nhưng khi màn đêm buông xuống, anh sẽ lại tìm đến đây, vì cả hai ta chẳng muốn một mình mãi mãi. Anh biết điều đó là sai nhưng không cho em gặp ai. Trong những cái cuộc thi âm nhạc, rất là ít ca sĩ dám chọn nhạc sung. Và hôm nay Bảo Baby là dám liều lĩnh chơi nhạc sung, nhưng ra trò và làm chấn động. Wow, thiệt sự chấn động nha. Nó gọi là sung thông minh. Đúng, sung thông minh. Sung rất thông minh nha. Và tới, nó phải tới. Tại sao thông minh? Thứ nhất là chọn bài hit. Đúng. Thứ hai chọn bài hit nhưng phải giọng nữ, giọng nam. Đúng. Để cho làm mới lại nó dễ hơn. Và quan trọng là chọn luôn cái người mà hát bài hit đó. Ra hát xong ra luôn. Đó gọi là sung thông minh. Đấy. Đó. Mà lần đầu tiên em nghe ông chơi rap luôn. Ồ. Đáng lý ra là mời em đến đây là em phải rap, nhưng mà ông rap luôn cho em hát. Lấy chén cơm của em luôn, không góp luôn. Trời em đất ơi. Em chỉ là đạo cụ OTP thôi. Trời ơi. Đạo cụ. Hèn chi đoạn của em thấy sự ức chế nâng cao là ông dù em ghi hát. Bao nhiêu sự thùng nén.
hồi nãy của ông nó thiếu ke đầu nữa là nó hoàng thì đó. Tại sao nói thông minh nữa là bởi vì bây giờ chọn một bài hát có tiết tấu trong dòng này là hoàn toàn rất là liều chiến lĩnh. Lược không anh ơi, em thấy chiến lược luôn không đó. Dĩ nhiên ý là mình nói rất là liều lĩnh đó. Tại vì đây là những vòng cuối rồi, yeah. Bình thường thì hay lắm, cái tới những cái vòng cuối cái chọn cái bài không thăng hoa, cái không có dấu ấn thì tự nhiên lại bị mất điểm. Nhưng trời ơi, cái binh hết rồi, đến hết rồi mà bây giờ phải hỏi chủ nhân ca khúc nè, phần trình diễn vừa rồi em thấy như thế nào? Dạ thật sự đây là cái lần đầu tiên mà em ngủ một mình với một người con gái. Em phải dành một lời cảm ơn tới ông Baby bởi vì đã làm cho cái ca khúc này nó đẹp hơn rất là nhiều, em nghĩ là như vậy. Rồi có rung động với bé ông nhà chúng tôi chưa? Có rung lại nữa nào em. Anh ơi, thế đã đủ để làm vợ anh chưa? Anh nói ông nghe nè, cái thời mà đại dịch đó, chuẩn bị rớt. Trời ơi anh Thành. Tự nhiên nhỏ. Anh cho em một cơ hội. Đây là cơ hội, đây là nè. Anh tin em. Anh tin em. Chị tin em. Nè. Nè. Vô. Dạ đó. Cái thời đại dịch đó, vaccine đồ anh rất là sợ, anh không thích. Nhưng mà khi gặp em rồi thì... Anh muốn được chích nè. Rớt, thích chưa ta nói mà. Thì một ngày anh muốn được 1841 lần bị ông chích. Ông ơi, nó nghe nè chị, nói chung là mình không nên như thế em à. Thật sự là sau cái màn vừa rồi thì em nghĩ là phải mời Nikki vào trong để nghỉ ngơi thôi, không kiểm soát được ông này nữa rồi. Sợ nha. Em cảm ơn một lần nữa với sự hỗ trợ em rất là nhiều. Bây giờ chị phải không? Ok, em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, đặc biệt là anh chị bên ban cố vấn, anh Ngô Kiên Huy và tất cả các bạn khán giả có mặt từ buổi tối ngày hôm nay à. Thank you. Cảm ơn Nikki ạ. Trời đất ơi, quá trời bả rồi, quá trời bả rồi. Con ong á, hồi nãy mà nó hảy nữa là nó ngon nữa. Thiệt mà chắc nặng quá hảy không nổi. Không, nhưng mà hôm nay phải chúc mừng ông hoàn thành bài thi tốt quá. Quá tốt. Thật sự là rất là bất ngờ với cái phần thể hiện của ông luôn ấy. Tại vì cái lúc mà em nghe là chọn bài ngủ mình, em với Tuyền còn nhìn nhau. Hơi lo. Không hiểu là ông sẽ xử lý ca khúc như thế nào. Mà thêm một cái nữa là ông lại còn ra hát đầu nữa. Ít người có thể thể hiện đúng phong độ của bản thân khi mà bị rơi vào cái vị trí hát đầu tiên. Nhưng mà riêng với ông thì em lại thấy thậm chí bạn còn thăng hoa và bùng nổ hơn nữa. Chắc là tại vì có trai. Mà thật sự là ông không làm cho các bạn khán giả cũng như là mọi người ở đây thất vọng. Một phần trình diễn rất là cháy của ông, chị rất là thích. Em thấy bị sốc. Sốc, sốc bị phê, sốc bị ghê em. Có hai cái luôn anh. Em sẽ nói cái ghê trước là hồi nãy ba bước ra giao diện, ba rất học sinh, rất dễ thương. Nhưng tới hồi khách mời ra bà đáng sợ quá. Cái lúc mà bà hát nữa rất là sexy, nó rất khác cái nhân dạng của bà. Giống như là đang hát là chị ông no, chị bay đi đâu đi hút mệt da. Hút mệt da đó, cái tự nhiên giống như bị giật vậy đó. Đang cute tự nhiên sexy nha. Nhưng cuối cùng cái đó nó lại là một cái vũ khí rất là hay của ông, tại vì mình sẽ không bao giờ đoán được là ông sẽ làm cái gì hết. Đặc biệt là hồi nãy khi mà ông hát cái bài này là em cảm thấy bị blow mind luôn á. Những cái đoạn mà bạn phá nốt rồi bạn fill lên nốt cao, thậm chí là còn đu quãng 8 trên mà đều làm được rất là mượt mà. Cho nên đối với em đây là một màn trình diễn rất là bùng nổ của ông Baby. Em cảm ơn anh Tuyền ạ. Quay ra đây. Nói túm lại là đây là một cái nhánh rất cần được phát huy trong con đường sự nghiệp sắp tới của bé ong nha. Và quan trọng, ong lại một lần nữa khẳng định cho mọi người thấy một điều là ong rất đa dạng trong âm nhạc của mình. Là một, cái thứ hai, ong là một cover killer. Cứ cover bài nào là cái bài đó ra một cái chữ ký riêng của ong. Yeah. Nói chung là nó cái điều này rất là personal. Mình muốn thấy ong trong chung kết. Thật sự, tới giờ phút này thì quá rõ ràng cái tài năng của ong. Diễn đầu tiên không hề áp lực, nhảy sung. Không áp lực mà còn tạo áp lực cho người kế bên. Mà nãy mém sức gì trai mà ủ cho MC luôn. Một người anh đã từng thả bảo vệ ông suốt bấy lâu nay. Anh à, em có một chút mù là trong
Anh nhớ nhé. Ông ơi, bây giờ lúc mà mình gọi giả mình chọn cho ông nè, xin mời ông. Hay mình chọn bé ông thêm nhiều lần nữa nha. Bởi vì ông không muốn mình phải đi về hôm nay đâu. Cảm ơn ông Baby và xin mời Big Gấu Đen ạ. Mở thẻ VIP tặng cặp vé The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Ông đã có thiền ra khơi rồi và bây giờ chúng tôi đang rất tò mò muốn biết OTP tiếp theo một nhân vật mà khi nghe về tên nhân vật này thôi là chúng ta đã muốn khai thác rồi. Không là khác thưa quý vị. Nào hãy cùng tám với cú Tây Bắc. Bình đầu yên bình non trước tiên ta mong qua những lời than chập chung muôn ngàn gian khó giữ tâm an cho bước qua mấy đời đầu đức ngăn thăng khó sống không sai không ai coi đường từ thân mình soi sáng và đâu có ai biết cái đường mình đi đúng nhận sai cãi ta nên tập tích góp cho ngày mai đấy làm được năm mà ông sai tới mười được ngày sau than cổ đài đây mai đó đâm muốn có tiền nhà có xe thấy cái được quyền lấy hả. Nay có lọc trái cây quá à. Cú Tây Bắc xin chào mọi người. Vì sao hôm nay cú tặng mâm ngũ quả vậy cú ơi? Dạ, cú vừa ở dưới quê lên. Thành ra cú đem một ít quà để tặng cho quý vị. Yeah, cảm ơn cú quá. Dạ, cảm ơn chị cú. Con voi nó tặng cũng nhiều. Bữa nay cú cũng tặng nhiều. Dạ, cảm ơn. Tình thơm cảm à. Chân thành. Này quà quê quý lắm luôn. Thì hôm nay là chủ đề về OTP. Chúng em cũng có 8.000 câu chuyện muốn hỏi cú. Yeah. Nhưng mà trước tiên mình phải coi đoạn clip cú gửi tới chúng ta. Xin mời ạ. Táo, món khoái khẩu của cú. Để xem những cái bãi đầy cùng ta. Coi thì ăn vậy. Nhà ngươi đã dính phải lời nguyền của ta. Và liều thuốc để hóa giải lời nguyền đó chính là mau trả lời thành thật những câu hỏi sau đây. Tưởng dính lời nguyền là phải tìm được nụ hôn của hoàng tử chứ. Còn trả lời những câu hỏi này thì nếu phù thủy thành tâm muốn biết thì cú Tây Bắc sẵn lòng trả lời. Nghe nói cú Tây Bắc khách hay lắm. Chắc là có nhiều người theo đuổi chứ. Dạ có, nhiều lắm. Vậy thì hiện tại nhà ngươi có ai để ý chưa? Dạ không lẽ nói người ta hay ghét đôi mình chứ anh Ngô Kiến Huy, anh Lưu Phước Thịnh ta. Thôi thôi, cú không nói đâu, bắt cỡ lắm. Thành thật, phải thành thật nghe chưa? Mà ta nghe nói tới anh Bắc anh Lưu. Vậy thì ta có thể đoán được gu của nhà ngươi đúng không? Dạ thôi khỏi đoán, để cú nói luôn nè. Gu người yêu của cú là phải đẹp trai nè, dễ thương nè. Mà nếu bố cú và nói cú cú nữa cũng ưng cái bụng á thì cú cũng chịu thua luôn. À nãy giờ phù thủy hỏi cũng nhiều, chắc cũng khát nước dữ lắm ha. Thôi uống miếng nước rồi đỡ đau họng nè. Ôi sao tao đau bụng quá, cú nó hại ta sao? Ngoài tên cú Tây Bắc ra, cú tôi còn một biệt danh nữa chắc nhà ngươi không biết. Chính là cú Twist. Dương gian gọi là một cú lừa đó. Nói mau, nhà ngươi là ai mà lại dám mạo phạm để khai thác thông tin về chuyện tình cảm của ta? Ta là sứ giả cho The Masked Singer Việt Nam phải tới dầm khai thác thông tin cho vòng này mà thôi. Vậy hả? Đó là người nhà. Giọng nói sớm. Thôi, phi vụ này coi như là bất thành rồi. Ta đi đây. Vậy thì cú cũng đi luôn đây. Trời ơi, tiểu phẩm quá trời. Trong cái cuộc đời nghệ thuật của cú thì chắc chắn là cú sẽ phải hát song ca với rất nhiều người. Yeah. Có cái người nào cú hay hát chung mà người ta nói là mình cặp luôn với người đó? Dạ có, mình hát mà mình diễn tả mùi quá, dễ thương quá, cái người ta nói Rồi tụi nó bù nhau. Đó. Rồi những lúc đó cú giải quyết làm sao? Mình cười thôi chứ mình nói gì giờ. Đúng rồi. Bộ hỏng bao giờ cú siêu lòng với một người bạn diễn nam nào sao? Dạ, thưa
có siêu lòng thì cũng là trong những giây phút trên sân khấu thôi. Mình về tới nhà thì gia đình đó là cái nền tảng. Dạ. Dạ đó. Nhưng mà cảm ơn Cú chia sẻ về OTP ngày xưa Cú. Và bây giờ sẽ là một ca khúc mà em nghĩ là ngày hôm nay là khán giả và hội đồng cố vấn sẽ vỡ òa luôn. Bởi vì đây là một bài hát được phổ từ một phần rất nhỏ trong bài Trường Thiên Lục Bát, dài tới 3.290 câu. Trời ơi. Mang tên Đoạn Trường Vô Thanh của thi sĩ Phạm Thiên Thư. Đây là một trong những tác phẩm được nhạc sĩ Phạm Duy đã gửi gắm một thông điệp, đó chính là cuộc đời thật là buồn, nhưng đó là buồn thơm lâu. Vì thế anh gọi em là đóa hoa sầu. À, bài gọi em là đóa hoa sầu của Phạm Duy. Dạ chính xác rồi, đó chính là ca khúc gọi em là đóa hoa sầu. Yeah. Bài này hay lắm á. Tình
dậy mùi lan chất chơn. Ẩn lan ơi em rồi em hờ, ẩn lan ơi em rồi. Rụng rời. Xin mời cảm nhận của cô với khách mời Hứa Kim Tuyền ạ. Em xin chia sẻ thật là em vừa mới có khoảng 5 phút, cái cảm giác em không có hiện diện ở đây luôn á. Em được chìm vào bài hát. Mắt em là chỉ nhìn vào cô Cú Tây Bắc và cái bông hoa đằng sau. Em quên hết mọi thứ xung quanh có gì. Cái cảm giác mà mình được nghe một cái giọng hát giống như là từ trên thiên đàng ấy. Yeah. Cảm giác nó rất là thăng hoa và giống như là mình được đưa vào cái tình trạng thiền luôn á. Yeah. Con xin cảm ơn cô rất nhiều bởi vì con nghe cô hát bài hát vừa rồi. Đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất con từng được nghe. Yeah. Khi con làm nghề, con xin cảm ơn ạ. Em nhắm mắt lại mà em có cảm giác giống như là có một cái âm thanh rót từ trên trời xuống, từng chữ một. Đúng rồi, cái cảm giác đó đó. Em phải quay ra nói với anh Thành, trời sao cô nhả chữ đẹp dữ vậy trời. Nó đẹp đẽ, nó mộng mị lắm luôn á. Còn về cái nội dung bài hát với một danh ca đi nha, thì xin cô có thể giải thích rõ hơn một chút xíu về nội dung bài hát với cái từ ẩn lan ơi trong lời bài hát vừa rồi được không ạ? Dạ, bây giờ kêu hát nữa thì hát, chứ còn nói khó nói. Ok. Mà thật ra phải nói là nhạc Phạm Duy là một loại âm nhạc mà có một cái đẳng cấp rất là cao. Tại vì không chỉ có cảm xúc mà cái người hát phải có hiểu biết. Yeah. Và phải có luôn cái kỹ thuật thanh nhạc đủ tốt để hát được. Mình đang nói là hát được nha. Còn mà để hát hay như thế này thì đúng slogan của Trấn Thành là Việt Nam có mấy người. Tôi không biết là cái cảm xúc này khi phát lên truyền hình khán giả còn nhận được bao nhiêu. Nhưng mà ở hiện trường là tôi cũng tưởng là một mình tôi bị tê dại. Tôi quay qua tôi nhìn thấy bốn con người này cái gì đó. Nhắm mắt á. À, Bích Phương có đứng vậy nè. Rồi tôi quay qua tôi tưởng có mình tóc tiên là ly trí nhất rồi đi. Rồi Hứa Kim Tuyền là đóng băng từ nãy giờ. Bốn to tượng đứng nghe nhạc. Mà tôi đã nghe Cú Tây Bắc hát nhiều lắm rồi. Nhưng mà hồi nãy với cái bài phối quá tuyệt vời, từng nghe nhạc cái nước mắt nó cứ ứa ra. Không hiểu tại sao. Nhưng tôi hỏi thật là khi Cú hát Cú thấy làm sao? Dạ, em cũng đắm chìm vô bài hát. Quá đã đúng không Cú? Dạ. Thật sự luôn á. Nhưng mà em muốn xin wifi cho em lại cái câu Cú Đa được không? Cú Đa kìa anh xa. Tại vì nãy em hát cách khác mà giờ em muốn có một cách khác nữa. Ê, hay quá. Em ơi gọi em là đóa hoa sầu, là đóa chị. Nãy giờ chị Cú chỉ đứng im re, chị không muốn trả lời câu hỏi của ai hết á, là do trong đầu chị đang nghĩ ngâm cứu. Đang ngâm cứu cách hát khác vô qua gì trơn. Cô đoán nó nức nở hơn cái đoán hồi hồi nãy. Mà có cái cao trào đi lên rồi nức nở nhẹ nhàng đi xuống. Nói thiệt á, ai mê nhạc thì người ta cũng sẽ nghĩ đến là đi học nhạc, đi học hát này nọ không. Cái nghe bà Cú hát xong tôi nói thôi bỏ luôn, không biết học tới chừng nào. Mấy em nói vậy chứ đưa một bài hát là Cú tập ngày tập đêm luôn. Nói về tập vợt, dạ, sẵn đây phải khen Cú. Nghe cái giọng thì mình cũng biết Cú phải là tiền bối đúng không? Dạ.
tiền bối mà tuần nào cũng hát bài mới nha. Mà làm mấy cái bài mà từ trước tới giờ cú chưa bao giờ hát nha. Mà toàn là bài nhạc xưa lời khó không nha. Thì có nghĩa là để học được cái lượng lời đó ở cái tầm tuổi như thế này thì thật sự là... Trời ơi, thôi một lần nữa vỗ tay tan nát cho cú. Tôi không biết là bằng một cái phương pháp khoa học nào mà cái con người này có thể nhét ngần ấy chữ mới vào trong đầu mình mà từng tuần á nha. Tôi nói không phải là nó dễ dàng đâu. Nói hay luôn á. Bây giờ tôi nói các bạn đang còn trẻ nè, mỗi tuần bắt các bạn học một bài, các bạn hát, các bạn còn nhớ không kịp nữa. Dạ đúng rồi. Mà đó là mình nhạc trẻ nó còn dễ nhớ. Nhạc xưa cái chữ nó khó nhớ. Nốt nữa, cái melody khó lắm. Mà cái bài ngày xưa Hoàng Thị là chưa bao giờ cú hát trước đó nha. Mấy bạn lên mạng, mấy bạn search đi, cái bài là ngày xưa Hoàng Thị, cái lời nó dài, mà nó hai khổ, nó dài thon lon. Mà dễ lộn lắm. Cô ơi phải vào chung kết nha. Tuyệt vời quá à. Cú phải vào chung kết. Và bây giờ không biết là cú ngâm cú được cái câu kêu gọi bình chọn cho mình chưa? Dạ cú vẫn thích nói câu đó. Cú vẫn thích nói với lại những người đang yêu cú nè, nhớ bình chọn cho cú nha. Xin mời vị đó đang hãy dìu cú vào trong nghỉ ngơi à. Và đơn vị tiếp theo là một mascot vừa rồi mà anh Trấn Thành đã đẩy thuyền không thành công là ông Baby. Ngày hôm nay là OTP mà, mình phải coi cậu ảnh đã được đẩy thuyền với ai chưa. Làm lớn như này, xin mời bố gấu. Trời ơi, ngàn thiết quá, ngó em luôn. Bữa nay là ngày gì mà ra thảy tú cầu vậy mấy anh em? Hôm nay là bố gấu đóng vai là ông già Noel đi mặc quà các bé. Trời ơi, tôi tưởng ngày đám cưới gì có ai chứ ra thảy tú cầu. Các cháu ở dưới đón nhận quá trời. Mascot càng ngày càng tinh vi nha mọi người. Bữa nay gắn cái con gấu nhỏ ngay cái túi này thấy ghét không? Mascot này có nhiều trang phục rất hay nha mọi người. Tuần trước là khác, hôm nay tuần này khác nữa. Sao thay nhiều outfit lắm luôn á. Dạ. Bố gấu là đại gia nha. Trời ơi, khúc dĩ chì này mà nói chuyện gì nữa mọi người. Quá trời, bây giờ là clip về manh mối OTP của bố gấu, xin mời. Chào mừng quý khách đã đến với chuyến tàu mang số hiệu OTP. Quý khách vui lòng kiểm tra những hồi ức và kỷ niệm có giá trị. Ga đầu tiên là ga Chi Kỳ. Trời ơi. Quý khách xuống ga chuẩn bị sẵn sàng. Bố gấu tôi thật tự hào khi được song ca với nhiều mỹ nhân nhất Việt Nam. Nhưng mà thật tuyệt vời khi bên bố gấu có một người đặc biệt mang tên là Chi Kỳ. Chỉ cần tôi lắc cái tay, xoay cái hông là cô ấy sẽ hiểu. Phiêu với tôi thật mùi mẫn và say đắm lòng người. No. Ga tiếp theo là ga mùa hè đẹp nhất. Quý khách xuống ga chuẩn bị sẵn sàng. Ấy chà, đó là mối tình đầu của bố gấu này. Giống như cơn mưa rào mùa hạ năm nào, ao đến rồi vội đi, thoáng qua như cũng đủ làm ướt áo của gấu. Ôi dồi ôi, tên. Gấu tôi lúc ấy chỉ là một chàng sinh viên vừa tròn đôi mươi, và cuộc gặp gỡ với Phượng Hoàng Lửa trở thành định mệnh. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng chàng gấu No Name lại được song ca cùng một diva lẫy lừng
và còn được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia nữa. Oh my god! Chắc cô ấy cũng chẳng nhớ đến câu chuyện này. Nhưng đó là ký ức OTV đẹp nhất của bố gấu. Chỉ cần nghĩ đến cũng khiến cho bố dâng trào hai hàng nước mắt vì quá hạnh phúc. Vừa rồi là một cái nhá hàng nhẹ nhẹ là được hát song ca với lại một diva Phương Hoàng Lửa. Wow. Còn manh mối xin mời bị đấu đen ạ. À. Ai ấy? Thanh Lam. Ủa, Thanh Lam. À, bố gấu chia sẻ thêm về manh mối này đi ạ. Thực ra bố gấu đã có vinh dự được hát chung gián tiếp hoặc trực tiếp cùng với ba diva Việt Nam. Người còn lại mà bố gấu chưa từng hát chung đó là chị Thanh Lam. Là đã từng hát cái chị Mỹ Linh, chị Hồng Nhung với chị Hà Trần rồi. Theo em hiểu ý của bố gấu là mong muốn một ngày được hát chung với là chị Thanh Lam. Là để cho ngủ bộ luôn bốn chị, không thiếu chị nào. Bố gấu rất là ngưỡng mộ giọng ca của bố diva. Thành ra đây cũng là cái điều mà vừa cảm thấy vinh hạnh và rất là hạnh phúc. Tiên ơi. Dạ, ổn chị ạ. Em có biết ông Lại không? Ông Lại. Lại đây bên anh. Phải bài đó không vậy? Ông Lại. Lại là bài hát mới. Trời. À. Em nghĩ là mình không nên quăng miếng trong cái giây phút này. Bắp ơi, cái gì vừa xảy ra với em rồi đó? Không có. Em không có cứu anh được, Bắp ơi. Thôi bài hát mới đi. À, Lại là bài hát mới. Wow. Đúng, đúng, một bài hát mới. Đây là một sáng tác của Nguyễn Minh Cường. Ca khúc Có Nỗi Buồn Ghé Qua. Wow, nghe tên là thấy đẫm lệ rồi đó. Vừa
vườn hồng còn chưa nở hoa. Từ nay đôi ta hóa xa lạ, lướt qua nhau tựa người dưng vội vã. Từ sâu tận trong trái tim, từng nhịp như chưa muốn quên. Đôi bàn tay níu giữ lại, nỗi vẫn vương nỗi nhớ thương, nỗi ngây dại. Hơn 500 ngọn đèn đã thắp sáng phần trình diễn tuyệt vời của Bố Gấu. Quá trời. Và thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác mới nữa, và chúng tôi vinh dự ngày hôm nay hiện diện ở phía dưới là cha đẻ cái khúc này, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ạ. Yeah. Anh thấy phần trình diễn vừa rồi Bố Gấu về bài hát mới như thế nào ạ? Lời đầu tiên thì xin cho phép được gửi lời chào đến các vị trong ban cố vấn. Xin được gửi lời cảm ơn đến ban nhạc cùng nhóm bè Cadillac. Ngồi ở đây thì cảm thấy rất là may mắn khi nhận được cái lời mời của ban tổ chức The Masked Singer cho Cường được hưởng thụ trọn vẹn cái cảm giác một ca khúc mới toanh của mình được trình bày ở trên một cái sân khấu rất là tuyệt vời như thế này. Tới bây giờ thì da gà vẫn chưa có tan được, tại vì cái phần thể hiện này chiếm được rất là nhiều những cảm xúc của chính cha đẻ ca khúc. Xin cảm ơn anh Bố Gấu rất là nhiều. Ở mỗi bài hát phía sau nó luôn sẽ có một câu chuyện. Không biết là câu chuyện ở trong bài hát này là câu chuyện như thế nào vậy anh Cường ha? Đơn giản là Cường muốn có một cái ca khúc để dành tặng cho anh Bố Gấu trong cái vòng này. Em xin cảm ơn anh Bố Gấu vì anh Bố Gấu đã phá đi một cái dớp trong một cái bài hát của em. Đó là ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu. Ca khúc đó anh Bố Gấu đã lựa chọn để trong cái màn trình diễn đầu tiên của anh Bố Gấu trên sân khấu này. Trước giờ các bạn mà cứ thi hát mà cứ chọn ca khúc này thì rớt ngay vòng đầu hết. Rồi xong rồi quay lại đổ thừa là do ca khúc đặt tên là Đã Sai Từ Lúc Đầu. Là may mắn là anh Bố Gấu đã phá đi cái dớp đó. Và cái bài hát đó anh Bố Gấu hát rất là hay nữa. Em nghe đi nghe lại suốt. Wow, một lần nữa cảm ơn anh đã giúp cho chương trình The Masked Singer có thêm một ca khúc tuyệt vời để Bố Gấu thỏa sức thể hiện. Bố Gấu xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường vì đã yêu mến và viết tắt cho chương trình The Masked Singer cũng như là Bố Gấu. Khi mà nhận được bài hát này cũng rất là cảm xúc với bài hát và ngay lập tức tập luyện cùng với ban nhạc để có được cái văn phẩm như ngày hôm nay tất cả quý vị cùng nghe. Giờ đã mãi xa, vườn hồng còn chưa nở hoa. Từ nay đôi ta hóa xa lạ, lướt qua nhau tựa người dưng vội vã. Và bây giờ không biết là cảm xúc hiện tại của hội đồng cố vấn như thế nào, xin mời Tóc Tiên ạ. Khi mà nghe xong là tụi em chỉ biết quay qua nói với nhau là hít nữa rồi. Nói đơn giản vậy thôi. Mà công nhận ông Cường viết nhạc dễ hit lắm. Ờ. Ông nghĩ ra mấy cái điệp khúc catchy. Dạ. Anh vừa nghêu ngheo xong tức thì luôn đó. Đó. Nói chứ nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường viết nhạc rất là thông minh. Có nghĩa là anh ta chọn những cái giai điệu rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Nó đủ đẹp để người ta nhớ nó. Và ca từ cũng đơn giản nhưng mà khi mình hệ thống lại nó vẽ ra một câu chuyện rõ ràng. Và cái bài hát vừa rồi nó lại rất là vừa vặn với Bố Gấu ở chỗ là Bố Gấu là một cái người hát cực kỳ tốt những cái nốt bắn thẳng. Càng lên cao, giọng lại càng sáng hơn. Lướt qua nhau tựa người dưng vội vã. Sao giờ đã đây là
có những cái người mà trời cho họ một cái âm vực rất là tuyệt vời như vậy. Với cái bài này thì không biết sao cho tôi nghe tôi cũng tin nó là bài hit đó. Và quan trọng bài này không những là bài hit không nữa, mà sẽ là bài hit luôn cả cái bản karaoke. Đúng rồi, lay động lòng người đó. Đó. Bích Phương thì sao ạ? Ở trong ca khúc này thì em nghe vẫn rất là lắng động. Và những cái nốt cao của anh ấy được phát huy ở cả trong những cái ca khúc mà mạnh mẽ lẫn những cái ca khúc tình cảm. Cho nên em thì em nghĩ là sau cái phần thể hiện của anh Bố Gấu ngày hôm nay, em có cảm nhận là giọng hát của anh Bố Gấu sẽ chinh phục được rất là nhiều thể loại nhạc khác nhau. Và Hứa Kim Tuyền thì sao? Ngay từ vòng đầu là Bố Gấu đã hát cái ca khúc của anh Cường, và bây giờ là ca khúc này nữa, thì em nghĩ là sau chương trình này cả Bố Gấu và anh Cường có thể là một cái cặp bài trùng tiếp theo trong cái showbiz mình. Tại vì em cảm nhận được anh Cường cũng đã là một người đã lập gia đình và đã có con rồi. Bố Gấu thì theo như thông tin em được biết thì cũng là một ông bố có bốn con rồi. Ẩn số em ơi. Nhưng mà nhiều khi lòi là... ra bốn con chó ở nhà. Bốn con mèo. Dạ vâng. Đó. Nhưng mà cái sự đồng cảm của những người đàn ông lớn tuổi. Không phải. Cái gì lớn vậy? Lớn tuổi luôn. Sorry. Đẩy vô lớn tuổi vậy. Trưởng thành. Những người đàn ông trưởng thành. Cái nỗi buồn của họ nó không có quá bi lụy. Nghe nó rất là vững chãi. Tức là những cái nốt cao mà anh Cường viết và Bố Gấu hát nó vẫn rất là nức nở, nó vẫn rất là buồn, nhưng cái nỗi buồn nó lại rất là đàn ông. Và em nghĩ là rất là nhiều người đàn ông trưởng thành cần những cái giây phút lắng động như thế. Yeah. Tôi nghĩ là nhạc của Nguyễn Minh Cường thì cần một cái người hát mộc mạc và chân thật, thì Bố Gấu lại được cái điều đó. Chỉ có cái người hát chân thật với cái giai điệu nó vừa phải như thế thì khi người ta hát lên, khán giả mới cảm nhận hết được cái câu, cái chữ đặc để trong đó. Biết đâu đúng như Tuyền nói, sẽ là một cặp mới. Chúc mừng Bố Gấu. Và bây giờ xin mời Bố Gấu hãy kêu gọi khán giả bình chọn cho mình ạ. Xin cảm ơn tất cả những lời nhận xét yêu mến của ban cố vấn. Các bạn ơi, các bạn thân yêu ơi, hãy bình chọn cho Bố Gấu nha. Yeah! Mở thẻ VIP tặng cặp vé The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Mười sáu tháng 12 này, hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm, The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu thành trắng, tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp. Đốt cháy sân khấu. Vào tim một đêm duy nhất, The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào VSHOP từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất. Nhân vật kế tiếp là một nhân vật mà mỗi lần xuất hiện là sẽ có một cái điều bí ẩn và những món quà bất ngờ dành cho chúng tôi, kể khi mà anh ấy đi nước ngoài cũng có quà mang về. Không biết tuần này đi từ đâu về. Chúng ta cùng nhau chào đón Voi Bản Đôn. Let's go. Trời ơi. Có tuổi rồi mình đừng có làm lố lên. Tình nhảy một hồi rồi hơi hám đâu mà hát. Và hôm nay còn đụng thêm hai cái cầu dai nữa nha anh. Đó, nhìn y như Đức Phúc. Đúng thật, đúng thật. Này nhưng hôm nay trời nắng chang chang mà mèo con đi học chẳng mang thứ gì nhỉ? Đấy, quả cáo đâu? Ừ. Em. Họ thành thói quen rồi.
thì ai tạo thói quen chúng tôi. Đúng rồi, chắc chắn là sẽ có, nhưng mà bây giờ phải bí mật đã. Wow, có quà. Có thể là món quà nằm trong đoạn clip đầu tiên luôn không chừng. À vậy đó hả? Bất ngờ nha. Không lãng phí thời gian là quan điểm sống của voi bản đôn. Trong quá khứ thì đã có lúc voi đặt mình vào những hoàn cảnh đặc biệt để thử thách bản thân mình. Alo, chị taxi hay chị taxi? Cho em một chiếc taxi nha. Dạ đúng là taxi ạ, nhưng không phải chị nha. Vậy chị cứ bằng cái gì nè? Hãy gọi mình là Mr. Voi. Dạ xin chào quý khách, chúng ta đi thôi. Hình như tôi thấy voi hơi quen quen. Có phải voi bán đồn đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội đúng không ta? Ôi, người giống người thôi anh ơi. Voi giống voi thôi anh ơi. Tôi đâu có phải là mặt trời đâu mà làm mưa làm gió. À mà quý khách muốn đi đâu ạ? Taxi, hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Muốn đi. Taxi. Sao mà quý khách buồn vậy? Chuyện là tôi có một người bạn, người ta cứ hay gán ghép tôi với người ấy. Nhưng người ấy không hề thích tôi. Tôi phải làm sao đây? Theo kinh nghiệm của voi, nhích cự ly, nghỉ tốc độ. Ngày xưa là voi hay đẩy thuyền cho người ta lắm. Hồi xưa giờ có hoạt động trên đường thủy nữa hả? Sao lại đẩy thuyền? Ôi giời ơi, đẩy thuyền có nghĩa là ghép cặp với nhau ấy. Nhìn người ta hạnh phúc ấy là voi cũng đã hạnh phúc lây rồi. Một khi mà voi đã đẩy thuyền thì vui hết sảy luôn nha. Voi ơi, cho mình dừng lại đi. Anh gì ơi, đã đến đâu? Còn lâu lắm sao mà dừng xe sớm vậy? Đi tiếp đi để mình còn phải trò chuyện chứ. Tôi không chấp nhận kiểu giỡn như vậy, mong chị thông cảm. Chào chị. Đấy, người ta nói không sai mà. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan quá thì cho phép voi nhàn. Nên thôi, voi sẽ quay lại với sự nghiệp ca hát của mình nhá. Và hy vọng rằng voi sẽ luôn nhận được tình cảm của tất cả bà con dành cho voi nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, ông shipper đi hen. Chở người ta đến gọi là hotel gì nãy là không còn buồn. Không còn buồn. Quá trời. Clip PT này là chắc có voi nhúng tay vào cái sự biên tập nè. Nhưng mà nói chung là quà đâu. Chưa thấy nha. Voi ơi. Dạ. Nếu em đoán không lầm, voi với em từng ngủ chung với nhau, ngủ chung với nhau. Trời ơi. Trời ơi. Cái này nó chấn động nè. Trời ơi, chấn động, trời ơi. Thêm, thêm. Em nằm trên, voi nằm dưới. Cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, cứu tôi. Ôi, tôi thấy một làn khói bay lên rồi. Rồi, nhằm xuất. Voi nói một tiếng công bằng đi, có đúng hay không? Bây giờ gặp bạn tiền mới ở ngoài đâu mà nằm trên với nằm dưới. Khoan, mình phải hỏi em đi cái vùng nào mà cũng có nằm trên nằm dưới vậy em? Thật ra là em với voi ở chung một căn nhà. Dễ sợ quá. Em nằm lầu trên, voi nằm lầu dưới. Đó vậy thôi đó. Mà ngôn từ tiếng Việt phong phú không? Tôi nghĩ là em muốn đọc kịch drama cho bà voi của tôi. Thiệt. Ê, đừng để chuyện này lắng nha. Đúng. Tôi sẽ phải đục nước câu chuyện quấy, này. Quấy, quấy lên. Kiểu như anh hiểu không? Đang thấy voi được nhận nhiều sự yêu mến của khán giả quá, ghen tức. Bởi không, nên phải chứ. Thêm mắm thêm muối em rồi. Không chấp nhận. Anh cái gì ngủ cái gì đâu. Anh được cái gì đâu bà nhờ. Thôi, quay lại vấn đề. Nghiêm túc. Nãy giờ là giới thiệu được cái clip VT rồi. Anh vừa gọi em là Trung Quốc á. Hả? Nghiêm túc. Ba là đem chân cất đó, bà hiểu không? Chân cất. Bây giờ quà đâu? Phút cuối cùng làm lớn chuyện đục khuấy nước nè. Đó, đừng để chuyện này lắng. Thưa quý vị, bình thường thì voi mang đến đây với những cái món quà đó là tinh vật. Đúng. Nhưng mà lần này, voi sẽ tặng tất cả quý vị món quà về tinh thần. Thôi, không ai cần tinh thần đâu. Tôi thực tế lắm. Tôi cần mã OTP của em trong ngân hàng. Thì ra, bà cũng chỉ là một người hăng vật chất. Bà khen tôi nặng lời vậy. Thôi, món quà tinh thần là gì ạ? Đó là một bài hát do voi sáng tác. Bài hát được mang tên Duyên do trời phận tại ta. Trời ơi.
xa nhau mãi ngàn trùng, chỉ là không còn bên nhau nữa, mà lại gieo mình nơi tăm tối, biết đến khi nào mới thấy lại ánh mắt trời. Vốn cuộc sống đã chẳng bình yên, vậy mà sao duyên phận cũng lận đận, chót lấy tâm cả yêu một người không đáng. Lỡ đánh rơi một nhịp yêu thương thôi, anh nhặt vội lên trao ai rồi. Gió cuốn mây hợp thành giông tố, chắn ngang đường chia đường về hai lối. Trời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm, nỗi đau trong lòng trở nên hóa đá, chẳng thể đứng lên được nữa, nước mắt rơi cùng với vết mưa. Hỏi trời sao chẳng cuốn lấy những vết vương, bởi em đã quá tuyệt vọng, vì người em nỡ xem như sinh mệnh chẳng còn thiết tha. Cuộc sống đã chẳng bình yên, vậy mà sao duyên phận cũng lận đận, chót lấy tâm cả yêu một người không đáng. Lỡ đánh rơi một nhịp yêu thương thôi, anh nhặt vội lên trao ai rồi. Gió cuốn mây hợp thành giông tố, chắn ngang đường chia đường về hai lối. Trời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm, nỗi đau trong lòng trở nên hóa đá, chẳng thể đứng lên được nữa, nước mắt rơi cùng với vết mưa. Hỏi trời sao chẳng cuốn lấy những vết vương, với em đã quá tuyệt vọng, vì người em nỡ xem như sinh mệnh chẳng còn thiết tha. Trời tại ta, chuyện cớ duyên do trời, còn phần tại chúng ta. Chuyện cớ duyên do trời, còn phần tại ta.
sướng là sướng sướng. Ủa, Miu Quý Tộc. Là nãy giờ trong đó có bà Miu Quý Tộc đó hả? Dạ. Rồi, được cái góc này tôi đâu có thấy bà đâu. Như pho tượng. Tôi nhìn thấy một góc vậy. Ôi. Ôi. Người thiệt anh em ơi. Nhiều khi Hà Nhi đang ngủ trống á. Mà không tương tác gì với chú Đoàn luôn. Ôi, nhưng mà em cứ tưởng là ba canh ấy. Em ném cái ô có vào người không? Đúng người không Miu? Đang khóc trong lòng đó. Bất cử bất động luôn anh ạ. Gọi là tâm bất biến như dòng đời dạng biến. Hồi đầu cô vẫn thấy như thế nào về món quà của Voi Bản Đôm ạ? Chất lượng. Mấy kiểu mà kiếm hiệp vậy là hết á. Dạ. Lúc đầu là chỉ tặng món quà tinh thần, không có món quà vật chất là bọn tôi là cũng hơi chê. Nhưng mà nghe được món quà tinh thần xong thì chúng tôi thấy là ok. Cũng được. Thôi, để chuyện này lắng xuống đi. Cái này là khen cho giọng hát, xử lý, rồi đặt để vị trí âm thanh là rất là tiến bộ so với ngày xưa. Tiến bộ nhiều lắm. Vâng, đúng cảm giác nghe như là một bản audio luôn ấy. Ừ, mình nghe bài này xong mình mới lại à, ở cái lứa này là có thêm một cái giọng nam đẹp. Mà cái kiểu nam tính như Voi là hiện nay đang rất là thiếu. Ở cái thế hệ này nè, Voi là một cái người chịu khó nghiên cứu, phấn đấu để tiến bộ. Và rõ ràng mình có thể thấy được, mình có thể feel cảm được ngay tại cái thời điểm này. Và cái thứ hai nữa đó, nếu cái bài này mà tung ra Vô Thưởng Và Phạt, tôi chưa chắc tin là nó hit được. Mà tự nhiên hôm nay với cái The Masked Singer, với cái cách phối của anh Sa, rồi với cái dàn dựng, và đặc biệt là với cái kỹ thuật thanh nhạc của Voi cái thời điểm này, yeah, thì lại hát cái bài này thăng hoa. À, nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Dạ, đó đó. Ôi, quý ông mà phú quý giàu sang đã tới tay rồi. Hôm nay em cảm thấy rất là vui cho Voi là tại vì em đã theo dõi Voi cả một hành trình dài rồi. Và đến hôm nay Voi không chỉ là tìm được bản ngã thể loại hợp của mình, mà bây giờ là còn sáng tác truyền tải được những cái bên trong mình ra nữa. Em chúc cho Voi là từ giờ trở về sau là con đường làm nghề của Voi nó sẽ thênh thang và nó sẽ tràn đầy may mắn. Wow. Mà bây giờ phỏng vấn nè, Voi sáng tác thời điểm nào? Đó. Câu chuyện nó như thế nào mà có luôn sự xuất hiện của một nhân vật nữa là bà Miu Quý Tộc này. Đó, bà đóng góp gì? Đúng. Bà vẫn còn ngồi kìa. Ngủ rồi. Bài hát này Voi và Một Người Em viết vào năm 2021. Vẫn cứ để ở đấy thôi, chưa có cái dịp nào để ra. Thế là tình cờ trong The Masked Singer thì Voi mới hát cho các anh chị ở trong chương trình. Thì các anh chị rất là ưng bài hát này. Thế là Voi mới thử sức ở sáng tác mới. Còn nhân vật Miu Quý Tộc là một nhân vật phụ cùng với cả Voi thôi. Ồ, lúc mà đi ngang qua mấy bộ đồ basket có mình bộ đồ này còn nguyên dạng lấy vô làm nhân vật thôi. Tôi hiểu, chúng ta hãy kết thúc câu chuyện này bằng hai chữ rồi. Ngẫu nhiên. Duyên cho trời. Phận thì do Ngân hàng Quốc tế VIP. Do phí giao dịch ngoại tệ 0%. Chính xác. Phí giao dịch 0% nhá. Mang hợp đồng tới tay. Mà thèn ai. Chúc mừng Bích Phương. Ai ai. Một lần nữa cảm ơn món quà tinh thần vừa rồi của Voi. Đây sẽ là một ca khúc răng răng tiếp của Voi nữa. Cờ tới tay rồi, còn chần chờ gì nữa mà không phất. Đúng. Tôi sẽ mời bị đổ đen ra để đưa Voi vào trong. Mấy đứa. Từ từ đã. Chưa à? Quan đã. Từ từ đã. Sao ạ? Tôi tính nói là nếu mà ví dụ mọi người mà yêu thích Voi cũng như là các mascot ấy, thì hãy bình chọn cho tất cả mọi người. Nhưng nếu chỉ yêu một mình Voi thôi thì hãy bình chọn cho Voi. Quá trời, quá trời. Ôi ôi. Quá trời. Hôm năm miệng 10. Rào trước đón sau. Bởi vì ấy, bây giờ Voi phải có kinh tế đúng không? Phải quay quảng cáo. Ui trời trời trời. Thì mới có tiền để mà mua những cái vật phẩm tặng cho ban cố vấn chứ đúng không? Ơi ơi. Tặng cho được có 4 quả sầu riêng mà là còn là cái loại mà chưa chín được nữa. Đây sao này. Còn... Đấy. Vẫn còn từ tuần trước đây này. Eo ơi, một quả bao nhiêu tiền? Ha! Đợi 2 tuần rồi. Eo ơi. Mà vẫn còn nguyên y xì trang. Mà cái giấy sầu riêng nó còn tư như lúc mới tặng. Đấy. Ê, cái đó là sầu riêng đổi server đó. Ăn vô cái bài server khác luôn đó. Eo ơi. Thôi có lẽ tôi đang xuất đây. Người ta mới cho đi vô rồi. Vì đó đen, đưa vào trong mà. Dậy chưa?
Con Miu ngủ rồi. Trời ơi. Hay nhiều khi là ngủ thiệt. Anh ra sờ thử đi xem. Không, nấu nhỏ thôi để em nó ngủ đi. Mình nấu nhỏ thôi em. Vì vậy lương cao có thiệt. Đúng rồi. Đừng quấy rầy, đừng quấy rầy. Thưa quý vị, nhân vật tiếp theo hy vọng ra cũng sẽ tạo không khí mới. Đánh thức bà này vậy. Không, cô đánh thức không. Thôi mình nghỉ giải lao cho em nó ngủ miếng nữa đi. Em nghỉ khoảng nửa tiếng đi. Rồi, ok. Chúng ta sẽ quay lại sau ít phút giải lao. Dạ, quý vị đừng chuyển kênh nha. Để em nó ngủ. Đây là lần đầu tiên mà Voi sáng tác một bài hát, hy vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực của cả nhà. Nếu được đi tiếp thì Voi sẽ có món quà đính kèm, đảm bảo là không chấn động thì thôi nhé. Và thưa quý vị, mascot cuối cùng chúng ta ngày hôm nay đó chính là một mascot ở tuần vừa rồi đã mé một tí xíu nữa là rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng mà tuần này thì với một diện mạo hoàn toàn mới, không biết sự lựa chọn ca khúc của cô ấy như thế nào. Hãy cùng nhau chào đón Hippo Happy. Yeah. Trời, lắc kìa. Giống mấy cái bà mà gắm trên xe hơi mà lúc mà chạy đó. Wow, xin chào cô Mã Hoàng Khăn Đỏ. Ngày hôm nay là có điểm tô thêm một cái nơ màu đỏ sau lưng. Đánh nguyên cái môi màu tím. Hôm nay chủ đề chúng ta là OTP mà. Hippo thì không biết là thuyền sẽ đẩy bao nhiêu chiếc rồi đây. Ủa bà tự đẩy bả với lại Voi mà phải không ta? Thường là bà tự đẩy bả không à? Ít ai đẩy bả lắm. Đâu bà đẩy bả với Kỳ Linh. Vậy mà hôm vừa rồi nhớ cái tập trước không? Bả với Voi là đứng là sơ rớ nhau đó. Tôi để ý đó. Là thuyền vừa chìm cái là ba thuyền khác liền. Ờ đúng thiệt. Giỡn người. Thôi coi cái clip. Nhìn con mà xem, ba vòng như nhau, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ. Bởi vậy nên từ lúc mới lớn tới giờ, con có được ghép đôi với ai đâu. Mà cũng không có ai đẩy được thuyền của con nữa. Tại nặng quá đó mà. Nhưng không ai đẩy thuyền thì con tự đẩy. Ai đó thấy ước mơ, con mơ được ghép đôi với anh chàng có giọng hát cao nhất thế giới, đó chính là anh Vitas. Tiếng gầm của hạ mã mà featuring với giọng hát của ảnh chắc đã dữ lắm hèn các cô chú. Con mong được gặp ảnh vô cùng. À mà biết đâu The Masked Singer mùa 20 mời được ảnh về thì sao. Nhưng mà tới lúc đó không biết con đã giảm cân được chưa ta. Wow. Rồi The Masked Singer mà mời được Vitas về là chấn động đó nha. Mùa 20 lần đó. À, lúc đấy bọn mình chuẩn vậy. Nó biết đâu chừng mùa 4 nha mọi người, chúng tôi có thể mời được đó. Bé Hà Mã ơi, tuần vừa rồi đó là xem xíu rơi vòng nguy hiểm nha. Đúng rồi ạ. Cảm giác tuần vừa rồi như thế nào? Con cũng lo á, tim con đập thình thịch luôn á. Mặc cái áo này xong con cũng về nói với anh Đông Đông là anh ơi áo đẹp nhưng mà chắc là em phải giảm bớt cái cân nặng đi để mọi người tiếp tục đẩy thuyền cho em. Nên là cắt nửa cái áo này đi, hôm nay con sẵn sàng chiến đấu tiếp rồi. Và tiếp nối với lại bố gấu nè, tiếp nối với lại vòi bản đôn nè, thì ngày hôm nay
Hippo Happy cũng sẽ mang đến một ca khúc mới toàn. Dạ. Con nhớ lời hứa với bạn cô Vân đó. Dạ. À đúng rồi, đúng rồi. Tuần trước là bảo là sẽ có bài mới. Là Hippo Happy chưa có một ca khúc riêng. Dạ. Trong vòng một tuần là đã có bài mới rồi nha. Wow. Tuyệt, tuyệt. Chặt cả mình. Ơi. Ơi. Em biết tại sao anh gọi tên em rồi chứ gì? Em biết. À. Thưa quý vị, tác giả bài hát mới này không ai hát chính là Hứa Kim Tuyên. Chứ dễ gì ta ngồi ở đây, tôi nhìn là tôi biết rồi. Giả bộ nói nãy Nguyễn Minh Cường với bố gấu để làm cặp mới. Định giả bộ ship cái bây giờ cái ổng với bà này làm cặp mới. Rào trước. Bây giờ nhường lại phần chia sẻ khúc mới này cho Hứa Kim Tuyên luôn nha, xin mời. À, em muốn hỏi cả ban cố vấn lẫn khán giả ở đây là đã có ai từng rơi vào một mối quan hệ độc hại mà ở đó mọi người không còn là chính mình chưa? Có chứ. Nhiều lắm á. Bản thân em cũng mới vừa bước qua một mối quan hệ như thế. Ở một cái mối quan hệ mà kiểu em thay đổi mình mỗi ngày để trở thành cái người mà người đó muốn. Nhưng mà dần dần em bị mất đi cái sự tự tin của mình. Đến mức mà mỗi lần em nhắn tin cho bạn em cảm thấy hồi hộp. Em không biết mình có nói gì sai không, không biết bạn có phản hồi mình không. Sau cái mối quan hệ đó em đứng ở một cái ngã ba đường là em vẫn còn rất yêu người đó, nhưng liệu em có nên tiếp tục cái mối quan hệ đó hay không. Mà thường những người đó lại làm cho mình rất là yêu. Dạ đúng rồi. Là khổ thế cơ. Và em quyết định là em dừng lại. Và sau khi mà em mất đi cái tình yêu đó thì em học được cách làm như thế nào để chữa lành bản thân mình. Và sau một cái thời gian lắng lại thì em cũng nghĩ ra là tại vì người ta chưa có thương mình như vậy đâu. Anh chưa thương em đến vậy đâu. Anh chưa đến vậy. Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em biết vậy đâu. Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em biết vậy đâu. Vậy nên người mãi buông tay dễ dàng như thế. Nên là em quyết định là em viết cái bài hát này để nó giống như là một cái lời an ủi chính bản thân mình. Và cũng là an ủi tất cả những bạn sẽ hoặc đã bước ra một cái mối quan hệ độc hại. Và hy vọng là cũng giống như bài hát, các bạn sẽ chữa lành được chính mình. Và ca khúc hôm nay em mang đến và được Hippo Happy hát, ca khúc mang tên là Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác. Wow. Tôi nghe hát nôn nao rồi đó. Xin nhìn sân khấu lại cho Hippo Happy ạ. Em tự ngàn tia nắng.
có khi em không biết đó lần này sẽ đến đâu. Vậy thôi em cứ buông tay để giữ đôi mình ngừng quay. Từ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em, chẳng còn một ai đó khiến em buồn. Chẳng còn phải chờ tin nhắn hay chờ đợi một lời hỏi thăm. Cuộc đời em bay trời dường như cũng đã quang hơn, và tia nắng dần trong hơn. Em dường như cũng đã biết cách yêu thương mình hơn. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát, đón đưa dù bão giông lập kề vai sát để xoa dịu trái tim đã khẩn tan nát. Rồi một chàng trai khác biết cách yêu và chở che một cô gái có quá nhiều tổn thương. Em sẽ buông tay để học cách chữa lành chính mình. Sao em yêu anh yêu đến thế, cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế. Phải bước đi thôi vì tổn thương nhiều quá tim à. Quá tuyệt vời. Và xin được cảm ơn phần hỗ trợ của Kỳ Lân Lãng Tử. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, biết cách yêu và chia sẻ một cô gái hoa nhiều tông thương. Nối tiếc rồi hả? Trời ơi, nước mắt vàng giụa. Hit nha. Hả? Hit. Lại hit. Báo luôn, hit. Cái tầm ảnh hưởng là cỡ chưa thương em đến vậy đâu đó. Mày cỡ đó đó. Nguyên một cái lời một, tôi chỉ ngồi tôi lắng lỗ tai tôi nghe từng lời mà Hứa Kim Tuyền viết ra. Thì câu chuyện hay, nhẹ nhàng. Tuyền được một cái lợi thế là Tuyền viết cái bài nào á cũng dễ thuộc. Cái thứ hai là giai điệu cực đẹp. Cái thứ ba là mình nghĩ là cái người nhạc sĩ này phải là cái người sống yêu nhiều và nhạy cảm á. Tại vì cái lời của Tuyền viết ra đó, nó rất là đáng thương cái người ở trong cái câu chuyện đó đó. Ờ giờ em biết thương em nhiều hơn chút. Ờ anh không có thương em tới như vậy đâu. Nó có những cái câu mà làm cho mình rất là chạm. Thì hôm nay một lần nữa khen Tuyền, sau nhiều bài viết vẫn giữ được phong độ. Rồi khen thêm Hippo Happy, hôm nay hát rất là bình tĩnh. Tôi đúng nghĩa cái chữ là rất là trọn vẹn, hát không một cái lỗi nào để chê luôn thật sự. Anh cảm ơn chú. Nhà đầu tiên là cho em cảm ơn anh Thành đã dành cho em rất là nhiều lời khen. Cảm ơn Hippo Happy đã rất cố gắng vì bài hát này. Tại vì em cũng có kể cho Hippo Happy bài này giống như là phần 2 của Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu vậy. Giống như là cái bước tiếp theo của nhân vật trong bài hát đó là đã nhận ra là người kia không thương mình rồi. Thì bây giờ phải giải thoát cho chính mình để mình tìm một chàng trai khác. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát, dù bão giông lập kề vai sát để xoa dịu trái tim đã khẩn tan nát. Rồi thì hôm nay bạn đã làm rất là tốt. Cảm ơn Hippo Happy rất là nhiều. Cảm ơn Tuyền. Khi
Nhưng mà con nhận bài An Tuyền đúng là con rất là áp lực. Bởi vì như câu chuyện An Tuyền nói, nó là phần 2 của một bản rất là hit của mùa 1 rồi. Thì mình làm thế nào để có thể gây ấn tượng với bài này? Tuy nhiên khi mà đọc lời ca khúc này, nó đúng là câu chuyện của con. Và nó đúng là cái mà con đang hướng tới. Là dù mình có trải qua cuộc tình sóng gió như thế nào, dù mình có yêu điên dại như thế nào, nhưng sau cùng thì mình vẫn sẽ tìm ra một con đường thật là tích cực trong tình yêu. Cảm ơn Tuyền rất nhiều. Tự nhiên lắng động quá không quen. Tự nhiên thấy Bobby nói câu này lắng động quá. Con yêu nhiều mà chú. Bữa nay người ta có hộp lệ cho nên cho người ta thôi lắng xíu đi. Con lệ nguyên môi này chú. Trời không sao đâu, để cái chuyện này lắng xuống đi con. À dạ vâng con xin. Em tém là. Em tém là chứ con quậy đục nước lên nữa mệt lắm. Thật ra cái bài này nó còn có một cái phong thủy giống cái bài anh yêu thương em đến mỹ đâu nữa. Xin mời chị Tiên. Chị không liên quan gì tới chuyện này hết. Sao liên quan tới em vậy? Đó qua sầu. Đó qua sầu. Tức là em với Tiền thì rất là thân người nhau. Người ta cũng gửi đúng không? Dạ cũng có gửi gắm. Khi mà nghe xong thì em nói là thực sự là chắc chắn là một bài rất hay. Nhưng mà em chỉ cảm thấy là em không thấy mình trong đó rồi. Cái đấy quan trọng đấy. Sau một mối tình tôi có thể tự chữa lành nhưng mà tôi không cần gặp một chàng trai khác. Hoặc là cách yêu của một cái người phụ nữ trưởng thành nó sẽ hơi khác. Và khi mà mình nghe cái bài này mình chỉ nói với lại Tuyền là chị nghĩ đây là một bạn nữ giọng trẻ hơn chắc chắn sẽ thể hiện tốt hơn chị. Nó có cái sự thổn thức, có cái sự nức nở hơn. Không, nếu mà có cái phong thủy trong chừng là nó hít y thinh vậy đó. Tinh hoa hội tụ đấy. Cũng cái không khí này, cũng vị trí đó. Đúng rồi, cũng cái vị trí. Đúng là nhân vật này. Cũng cái kiểu nói chuyện vậy nè, rào trước đón sau, rồi kể mối tình, rồi dập lên dập xuống. Hai bài cũng viết về một người, đúng không? Ok la đấy. Còn cảm nhận Bích Phương sao ạ? Ở vòng trước thì em cũng đã rất là mong chờ là Hip Hop Happy sẽ có một ca khúc riêng để bạn được nhập tâm, được thả hồn, được là chính mình ở trong một ca khúc của riêng mình. Thì Phương nghĩ là Hip Hop Happy và Hứa Kim Tuyền đã làm được ở trong cái phần dự thi này. Chị thấy là bài hát này rất là hợp với giọng hát của Hip Hop Happy. Nó có cái sự con gái trong trẻo và hơi mong manh một tí. Nó giống như là giao một bài hát cho rất là đúng người, vẫn rất là phù hợp ấy. Chị nghĩ bài này phải là em chứ không một ai khác có thể hát được bài này hay. Em nghĩ là nhiều khi bài hát nó cũng đi tìm người ấy. Đúng rồi. Mà cái giọng bạn này cũng có một cái gì đó rất là buồn man mác nha. Thí dụ như là chị cuốn tóc lô là buồn da diết. Bạn này nằm trong cái khung là buồn man mác, buồn thơ đó. Muốn khen Hip Hop Happy thêm một điều nữa là bài hát này của Tuyền thật sự là một bài hát rất là khó hát. Quãng rất là rộng mà Hip Hop Happy hát ổn định từ đầu đến cuối. Mà không một chỗ nào sai, một cái chệch choạng một chút xíu nào. Bây giờ tại trường quay là gần 3 giờ sáng thì gà nó còn ngủ chứ đừng nói cổ họng của mình nha quý vị. Mà cái con người này ở giờ này mà đu lên cái nốt đó thì thôi rồi. Tôi nói là cái người này cũng phải là người ngoài hành tinh, tôi nói thiệt. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Wow. Và bây giờ lúc bạn sẽ kêu gọi khán giả bình chọn cho mình ạ. Kêu gọi thắm thiết. Thắm thiết, thật là thắm thiết thì phải bước lên. Mọi người ơi, mọi trời người ơi. Trời ơi. Quay trở lại. Cảm ơn Hip Hop Happy ạ. Sao giống như ở nhà hay livestream lắm hay sao mà không kêu gọi nó vang quen vậy ta. Rồi xin mời bị đó đen. Xin mời bị đó đen ạ. Còn gì hạnh phúc hơn khi bé được trình diễn ca khúc mới dành riêng cho mình. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác. Ai cũng xứng đáng gặp được người biết cách yêu. Và ca khúc này thay cho cái ôm của Hà Mã đến các bạn. Mười sáu tháng 12 này hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu thành trắng. Tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp.
đốt cháy sân khấu. Chạm thẳng vào tim. Một đêm duy nhất. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào VSAP từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất. Và thưa quý vị, ngay sân khấu lúc này đang là sự hiện diện của 5 nghệ sĩ đã trình diễn rất xuất sắc trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên là Bố Gấu. Yeah. Ông Baby. Cú Tây Bắc. Voi Bản Đôn. Và Hippo Happy. Trước khi chúng ta bắt đầu phần bình chọn thì bây giờ tôi sẽ lắng nghe cảm nhận về đại tiệc âm nhạc ngày hôm nay đã mang đến cho tất cả các vị cố vấn. Ưu tiên cố vấn khách mời ạ, Hứa Kim Tuyền. Em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc và em cảm thấy rất vinh dự khi được ngồi ở đây và được nghe mọi người hát, được chứng kiến cái buổi tiệc âm nhạc cực kỳ thịnh soạn và tuyệt vời như thế này. Em cũng xin phép dành một cái tình cảm đặc biệt nhất của em cho cô Cú Tây Bắc, bởi vì nghe cô hát ngày hôm nay đối với em nó quá sức tuyệt vời. Em xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn Hứa Kim Tuyền ạ. Bích Phương thì sao ạ? Với vòng thi trước thì em cảm thấy lo lắng và kiểu suy nghĩ và buồn rất là nhiều khi mà nghĩ đến chuyện mọi người sắp phải ra về. Nhưng với vòng thi này, với cái thời gian ghi hình rất là muộn, với thời gian tập luyện rất là gấp rút và với những gì mọi người thể hiện ở trên sân khấu thì em nghĩ là em không còn kỳ vọng gì hơn. Mọi người đều đang ở đúng phong độ tốt nhất của mình. Cả năm phần trình diễn đều rất là hoàn thiện và em tin rằng là sau chương trình thì mọi người sẽ đều có những cái bước đường rất là vững chắc, rất là tươi sáng ở trong cái con đường nghệ thuật riêng của mình. Tóc Tiên ạ. Đối với em, tập này chạm đến cái ngưỡng hoàn hảo nhất từ đầu chương trình tới giờ luôn. Đứng ở vị trí ban cố vấn hay là như là với tư cách là một khán giả đi, thực sự là tụi em cảm thấy rất rất là biết ơn cái sự cống hiến của tất cả mascot đã hết sức với lại cái nhân vật của mình, hết sức với cái bài hát của mình, hết sức với lại tình cảm, sự nâng niu từ ban nhạc hay là sự hỗ trợ rất là hết mình từ ban tổ chức. Mong rằng là dù có bất kỳ ai ở lại hay là ra về thì sẽ tiếp tục giữ cái lửa nghề này để đi dài hơn trên cái con đường hành trình của mỗi người ạ. Cảm ơn. Như tôi đã có nói ở đầu chương trình, tôi thấy là một người nghệ sĩ, cái thiên chức lớn nhất của cái người đó là có thể mang đến được cái đẹp cho cuộc đời này để truyền cảm hứng đến cho khán giả của mình. Các bạn thấy là âm nhạc đi qua rất nhiều thời kỳ khác nhau và mỗi một thời kỳ đó đều có những biểu tượng âm nhạc của cái thời đại đó. Và nó ảnh hưởng rất nhiều cái lối hát của rất nhiều ca sĩ sau này khi đã yêu những cái lứa thần tượng đó. Mình biết là rồi phải chia tay thôi, nhưng mà mình rất là vui và mình biết ơn khi mình được ngồi ở đây. Mình cảm thấy mình rất là may mắn khi mình được đặt mình vào trong đúng cái khoảng giao thoa tuyệt vời nhất của rất nhiều những thế hệ ca sĩ tuyệt vời, những vocalist giỏi nhất nhì Việt Nam ở trong đúng cái mảng của từng người. Và họ gặp nhau tại một sân khấu. Đó là những cái khoảng thời gian rất là hiếm hoi mà tôi nghĩ là chắc là trên đường đời đi làm sự nghiệp sau này của họ cũng ít có dịp mà họ được gặp nhau để tề tụ đông đủ những nhân tài như thế này. Mà nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng mà họ đều đạt được đến cái ngưỡng thăng hoa cao nhất của mình trong nghề nghiệp. May mắn cho chúng tôi là những người ngồi ở đây chứng kiến khoảnh khắc thăng hoa đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn những cảm nhận đến từ hội đồng cố vấn. Và như ta biết, ngày hôm nay luật chơi vẫn sẽ cân nào. 5 tiết mục đều xuất sắc và chúng ta phải bình chọn cho nghệ sĩ mà quý vị yêu thích nhất. Và dĩ nhiên sẽ có một phần lộ diện cho buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin phép thông báo một thông tin, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá là 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao thông qua thẻ VIP Supercard, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15% tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Và bên cạnh đó, vị cố vấn nào là chủ nhân của chiếc cúp tai vàng cũng sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 100 triệu đồng đến từ nhà đồng tài trợ Bia Pháp 1664 Blanc Bia Vị Chất mở bất ngờ. Bây giờ xin mời hội đồng cố vấn bình chọn ạ. Năm 4 3
2, 1, hết thời gian. Xin cảm ơn hội đồng cố vấn. Và bây giờ lượt bình chọn của khán giả trường quay, xin mời ạ. Năm, bốn, ba, hai, một, hết thời gian bình chọn. Xin cảm ơn khán giả và chúng tôi sẽ cập nhật kết quả sau ít phút. Chúng tôi sẽ được công bố tấm vé đầu tiên người sở hữu lượt bình chọn cao nhất trong buổi tối ngày hôm nay với phần trăm lượt bình chọn là 26,21%, và tấm vé an toàn đã thuộc về ai ạ? Quý vị mến ai nhất ạ? Và đó chính là Hippo Happy. Đội ngược dòng. Wow, như vậy là Hippo Happy đã lội ngược dòng ở tuần vừa rồi thì trong vòng nguy hiểm, và tuần này đã trở lại xuất sắc và đạt là người bình chọn cao nhất 26,21% từ hội đồng cố vấn và cả khán giả tại trường quay. Và chúng ta còn lại 4 nhân vật thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ được phép chia làm hai nhóm: an toàn và vòng nguy hiểm. Căng cực, căng cực, căng cực, căng cực. Xin mời voi bản đôn hãy trao đổi vị trí với bồ gấu. Tiếp theo, xin mời ông Baby hoán đổi vị trí với cú Tây Bắc. Lấy cái trang mà trời. Bắc đã đi vậy thôi. Thật ra chúng ta có một sự thay đổi rất lớn về vị trí đó. Chúng tôi đã tách voi khỏi vị trí của Hà Mã để về gần tay tôi. Bởi vì người đứng gần tôi thường là người sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Lùi lại. Chỉ muốn đứng xa ra, không muốn lại gần. Đây sự đề phòng. Thôi người khác rồi. Mời voi. Lo đấy. Lo. Và thưa quý vị, nhóm an toàn đang đứng ở vị trí xin được công bố hai nhân vật đang ở vị trí gần tôi nhất ạ. Đó chính là voi bản đôn và cú Tây Bắc. Voi bản đôn sở hữu lượt phần trăm bình chọn là 23,3%, và cú Tây Bắc sở hữu lượt phần trăm bình chọn là 20,39%. Và tấm vé cuối cùng để vào vòng sau đã thuộc về nhân vật hiện đang sở hữu lượt phần trăm bình chọn cao hơn 5%. Xin được chúc mừng, tấm vé cuối cùng đã thuộc về ông Baby. Ông Baby sở hữu phần trăm lượt bình chọn là 17,48%, và bố gấu sở hữu phần trăm lượt bình chọn là 12,62%. Như vậy, nhân vật phải lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là bố gấu. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng bố mascot sẽ cùng với chúng tôi bước tiếp vào cuộc thi kế tiếp, đó chính là voi bản đôn, cú Tây Bắc, ông Baby và Hippo Happy. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một tiết mục vô cùng đặc biệt trong tối ngày hôm nay là phần lộ diện của bố gấu. Nhưng trước tiên, chúng tôi đang tò mò xem là danh tính và ấn tượng đầu tiên của hội đồng cố vấn đã biên vào phong thư của mình là tên gì? Em có sự tự tin đấy nha. Em nên thay đổi thái độ nói chuyện với tôi. Wow.
Trong trí nhớ của em, cái tên em viết vào trong cái tờ phiếu đấy thì là đúng mà cái tên là em đoán. Còn bây giờ đến khách mời nè, Hứa Kim Tiền. Đến thời điểm này bà dự đoán Bố Gấu lại ạ. Dạ, em nghe giọng của Bố Gấu thì là một cái giọng nam cao rất là đặc trưng. Mà hồi xưa thì em cũng có rất hay xem những cái cuộc thi âm nhạc cả ngoài Bắc lẫn trong Nam luôn. Thì em rất là ấn tượng giọng của Bố Gấu. Và đó là? Và nếu em đoán không lầm thì Bố Gấu chính là ca sĩ Hoàng Hải ạ. Dữ vậy sao? Phải dữ vậy chứ. Mà Phương ấy là hay có một cái kiểu là tự kỷ ám thị đấy. Là luôn nhớ về một cái điều mà đã tin như thế. Nhưng mà trong cái lúc mà ghi tên thì không ghi như thế. Chị có hay thầy vậy không vậy? Chị đã bị một vòng chị Phượng Vũ rồi. Nhưng mà lần này em có cảm giác là Phương đúng nha. Em linh cảm mạnh luôn đấy. Xin mời bài đó đen ạ. Ba phiếu như nhau à? Ten 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 ten. Có một phiếu khác ạ. Ồ, wow. Khách mời là cô gái mà trong tập vừa rồi cũng viết một bức tâm thư rất dài, hát hay quá mà không nhớ ra ai nè. Cô ấy chọn con đường riêng, đó chính là anh Minh Vương, em for you. Cũng là một option mà. Cũng giống giọng anh Minh Vương mà. Tóc tiên, anh Trấn Thành và Bích Phương lần thứ hai rồi biên đúng một cái tên duy nhất, đó chính là ca sĩ Hoàng Hải. Còn ai trồng khoai đất này? Mặc cái áo cho béo vào. Nào là 4-5 con. Nào là quả dưa hấu. Xin mời vị đó đang hỗ trợ phần lộ diện của Bố Gấu ạ. Xin mời khán giả đừng quay, chúng ta cùng hô to khẩu hiệu nào. Mở ra. Bố Gấu á, là hồi xưa phải là một ca sĩ rất là đắt xô. Em thấy rất là vui cho anh Gấu. Anh làm được tất cả những cái thứ mà em tin rằng là anh luôn muốn được làm trong suốt một thời gian rất là dài. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc cho anh. Em nghe cái giọng đầu tiên á, thì có một chút của anh Hoàng Bách. Nhưng mà nó mix chung với lại anh Phạm Minh Khoa. Đúng rồi, một thành viên của nhóm Quả Dưa Hống mà có giọng cao giống như Bố Gấu. Anh Bằng Kiều. Khi mà bạn hát những câu đầu tiên, chắc chắn bạn là ca sĩ ở ngoài Bắc. Có cảm giác đó là người con của Hà Nội. Âm nhạc của Bố Gấu ở ngoài đời thì cũng là lớn lên cùng với thanh xuân của em. Khi Bố Gấu hát á, người ta luôn luôn có một cái cảm giác là thăng hoa. Anh ta cháy hết cái năng lượng mình, ví dụ đổ xăng bao nhiêu là chạy cho hết. Mở ra. Eo ơi, trông thương quá. Đêm thêm con, ai như là cơn gió, ai luôn bên mình. Chào anh. Chào anh à. Mà bây giờ sao cái đầu nó lại bè như thế? Cái thân gì đâu mà quá. Bộ phim Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To. Anh mặc cái bộ này chắc là khó đi đứng lắm không anh? Khủng khiếp. Và phải nói là cái bộ này mỗi một lần mặc xong thì xác định là thay khoảng 2 bộ quần áo. Thật sự luôn. Tất cả ướt sũng hết bên trong. Không, bộ của anh là một trong những bộ to nhất năm nay. Bộ của anh với cả ong. Mà nó rất nhiều lớp. Có một lớp mút dày khoảng tầm 3-4cm. Thôi nhà em thấy cũng không làm cản trở anh lắm. Em thấy anh hát vẫn rất là hay ạ. Mặc dù là có khó khăn nhưng mà hát có lẽ là tốt. Bởi vì là có một ban nhạc tuyệt vời. Có tất cả những người phía sau hỗ trợ tuyệt vời. Ban cố vấn tuyệt vời và khán giả
Xin cả tuyệt vời. Cái điều tuyệt vời nhất là phải lần thứ hai sau rất là nhiều thử thách thì ba cố vấn tụi em có cùng một đáp án. Tại vì thật sự ra cái giọng hát này nó quá hiếm hoi, nó quá đặc trưng đi. Những cái nốt cao đó là những cái nốt cao mà không thể nào kiếm ra được nữa. Tại vì nghe một cái là biết ngay, nó có những cái nó rành rành, không cách nào chối cãi được. Anh biết không, cũng đã từng làm việc với anh Hoàng Hải trong một cái cuộc thi khác. Năm đó thì Thành không thấy anh thăng hoa như năm nay. Mình biết là anh đã từng rất nổi tiếng, đã từng chạy show liên tục. Và cũng có những lúc bão hòa trong công việc. Đôi khi cái yêu thương và cái lửa nghề của mình nó bị giảm đi một chút. Nhưng mà qua một cái lớp mặt nạ dày như vậy mà em nghe cái cách anh hát thôi, em biết là với cái The Masked Singer này, anh được thăng hoa, anh có lại cái niềm tin rất là sung để mà hát. Không biết Thành có cảm nhận đúng hay không? Sure, chắc chắn. Phải nói là The Masked Singer quá là tuyệt vời. Từ mùa trước, Hải đã làm một khán giả của The Masked Singer, ngồi trước ống kính xem những người tiền bối của mình, những người đi trước, những thế hệ cùng mình rồi cả những thế hệ đi sau. Phải nói là quá tuyệt vời, không còn một cái từ gì để miêu tả. Em hỏi thật, thời gian qua anh ở đâu? Thời gian qua cũng là một cái khoảng thời gian mà cũng có ý nghĩa đối với cuộc sống của Hải. Trước đây mình cũng hạnh phúc với tất cả những người thương yêu mình, cổ vũ cho âm nhạc của mình là một cái trạng thái hạnh phúc khác. Nhưng cái quãng thời gian mình muốn lắng lại để cân bằng lại tất cả, nhưng mà chớp mắt cái nó gần chục năm. Quá kinh khủng. Chớp mắt. Cái điều gì mang anh đến với cái cuộc thi này? Chắc chắn là âm nhạc. Khi mà Hải được xem, được nghe cái chương trình này từ mùa trước, Hải rất là xúc động với những cái tiết mục đem lại nhiều cái cảm xúc mãnh liệt. Tất cả những cái điều đấy nó thôi thúc trong lòng mình nghĩ rằng là mình đứng ở trên này thì sao. Đặc biệt là năm ngoái Hải còn nhớ là ban cố vấn nhắc đến tên mình rất là nhiều. Xong rồi gia đình bạn bè nhắn tin, người ta gợi ý đấy. Ừ, đấy gợi ý đó, gì đấy. Thật. Có động lực thật, tất cả những cái lời nói đấy làm cho mình hạnh phúc. Yeah. Mình hạnh phúc bởi vì luôn luôn đâu đó rất xa có những người vẫn nhớ tới mình. Và đặc biệt là đối với Trấn Thành thì Hải rất là ấn tượng. Cảm ơn. Còn nhớ kỷ niệm là khoảng gần chục năm trước chúng ta làm việc với nhau đúng không? Yep. Trấn Thành là người mà giúp cho Hải rất là nhiều. Và đặc biệt là có một cái tiết mục Hải còn nhớ kỹ là cái bài hát dân ca. Trấn Thành là người giúp cho Hải từng cái chữ để phát âm làm sao cho nó đúng miền Nam. Xin cảm ơn Trấn Thành. Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mình chia sẻ một số cái dữ liệu cho khán giả theo dõi qua màn nhỏ, coi họ có phân tích đúng hay không về các dữ liệu về bố gấu nha. Và đầu tiên đó chính là hình ảnh ba chú gấu chơi đàn trong clip đầu tiên ạ. Ba chú gấu chơi đàn này thì chắc có lẽ là một cái hình ảnh mà để nói về bản thân cái giai đoạn mới bước vào con đường âm nhạc. Lúc đó là Hải tham gia vào một cái boy band tên là nhóm Tình Bạn. Yes. À. Trước đấy là có ban nhạc Quả Dưa Hấu rất là nổi. Và sau đấy là các cái lớp sau như New Star, nhóm Tình Bạn đi diễn tưng bừng luôn. Bây giờ cho em biết luôn là có bốn con thật không hay là chỉ là đấy. Không để chìm được. Câu hỏi gây lún. Không thể để lắng vụ này được. Cũng có liên quan đến con số 4. Hải thì chưa có con nhưng mà có 4 cháu. À. Nhưng mà bây giờ là anh đang có độc thân vui tính hay không hay là có gia đình rồi? Bây giờ là đang trong tình trạng ở giữa. Có một mối quan hệ. Đang trong một mối quan hệ. In relationship. Ngoài ra có những câu chuyện vui là bắn cúc áo và khán giả là có thật không? Chuyện này hoàn toàn thật luôn. Wow. Cái chiếc cúc áo đấy nó là một cái chiếc cúc áo rất là đẹp. Nhà thiết kế công trí may cho Hải một cái bộ vest mà Hải rất là yêu cái bộ vest đấy. Nhưng mà đến cái lúc đấy mình mập dữ quá. Mình đang hát trên sân khấu, hôm đấy còn nhớ là cái dịp trung thu. Thì mình xuống mình giao lưu rất là gần. Cái sân khấu nó cũng rất là gần giả. Do bắn trung thu. Lấy hơi một cái. Khi mà lấy hơi thì bụng mình phình lên cái. Thế mình hát nốt cao mà bắn vù phát xuống khán giả luôn. Trời ơi. Mà nó không phải là bắn riêng cái khuy của áo vest, mà cả cái áo khuy của sơ mi bên trong, nó lòi nguyên cái bụng mình. Trời. Anh ơi, để em nghe cái câu chuyện này của anh làm động lực cho em đến đừng bao giờ. Từ đấy quyết tâm thay đổi, đi tập gym. Đấy. Và kết quả là một tuần đầu xuống được 4kg mỡ. Wow. À, siêu. Bây giờ là six pack.
Khi mà đến với The Masked Singer thì phải nói thêm một điều nữa. Nếu ai có nhu cầu giảm cân, đến đây. Đây, 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 đồng khoai đất này. Thôi anh tới rồi. Không, như bạn nếu mà ngồi ở trên đó thì Hải không chắc đâu nhá. Nhưng mà nếu là mascot, chắc chắn luôn. Giảm 4kg từ lúc bắt đầu đến giờ. Hay à. Hai anh ngồi anh cũng mặc một bộ. Mua một bộ mặc dựng tháng xuống được. Năm ngoái anh có một bộ rồi còn gì. Mặc có chút xíu à. Ông phải mặc từ sáng cho đến sáng hôm sau cơ. Yeah. Đấy. Trời ơi. Rồi bây giờ anh có từng song ca với Phượng Hoàng Lửa thiệt không nhỉ? Câu chuyện song ca Phượng Hoàng Lửa là có thật. Khi đó thì Hải là một cái thành viên trong nhóm Tình Bạn. Lúc ấy vào đài truyền hình để quay và một cái bài hát của đài truyền hình yêu cầu. Thì anh Lưu Hòa An là anh sáng tác nhạc Con Cò đấy. Rồi em có biết bài Con Cò. Hải, mày vào đây thu cho tao con này. Thế là mình cũng biết gì đâu, mình vào mình thu. Thế là lúc sau thấy Phượng Hoàng Lửa vào thu luôn. Thế thành một cái bài mà phát lên TV là tất cả. Thì đúng cái giờ đấy là cái nhạc hiệu của chương trình đấy cất lên, mình mới biết là mình hát cùng chị. À, là hát nhạc hiệu chương trình. Là anh Hải vào phòng thu trước, xong rồi là chị Phượng Hoàng Lửa vào phòng thu sau. Dễ thương. Cái lúc đấy Hà Trần chị mới làm một cái concert riêng ấy, nó rất là hoành tráng, cái tiếng vang rất lớn, nhật thực vậy đó. Mà mình thì lúc đấy nhỏ bé, đâu có ai biết mình đâu. Thì đối với mình đấy là một cái chuyện gì nó to lớn lắm. Kỷ niệm. Nhưng mà khi mà em mới vào nghề á, anh Hải đã là một cái big star rồi. Siêu sao chạy sâu miền Bắc nha. Dạ đúng rồi, đặc biệt là cái bài gọi là xuất hiện trong tất cả các party của giới học sinh sinh viên thời đó. Đó là bài Hoa Nắng ạ. Ngày qua phố thế em khẽ nhìn. Đấy, khẽ cười nhỏ đó. Bài hát luôn bị yêu cầu ở khắp mọi nơi, rất là khổ. Tại sao anh bảo là được yêu cầu mà lại khổ ạ? Thực ra đối với một nghệ sĩ mà để nhớ đến cái bài hát của mình thì đấy là tuyệt vời. Nhưng mà tại sao cái này mình nói khổ không phải là vì mình không yêu bài hát đó. Mà khi mình đi diễn ở khắp mọi nơi thì đâu có được một cái ban nhạc hay tuyệt vời như là đánh cho mình đâu. Lúc nào cũng một cái beat đấy. Và đối với nghệ sĩ thì cái điều đáng sợ nhất chính là đánh mất đi cái cảm xúc của mình. Và mình bị chai sạn cảm xúc với cái bản beat đấy. Chính vì vậy nó là một cái yếu tố mà nó làm cho mình mất đi cái sự thăng hoa. Nhưng mà hôm nay anh thăng hoa lại đi. Mình hát là cái bài kỷ niệm đó với ban nhạc. À. Cái ban nhạc đã làm anh thăng hoa nè. Mình ôm lại một chút các ca khúc đi. Dạ. Dạ. Mỗi thứ một tí đi. Cái này chưa tập tành gì, nếu mà sai mọi người thông cảm. Tôi nhớ bài hit lớn của ông là thế thôi anh chỉ là giấc mơ. Em sẽ là giấc mơ. Đấy. Bài hát đấy thì có rất là nhiều ở các chương trình rồi là các cuộc thi. Các bạn là thí sinh sau này cũng lấy ra hát rất là nhiều. Có cả bài Mắt Cười nữa. Bài hey, đôi mắt cười. Em thích bài đấy nữa. Vậy mà mắt sấp luôn đi ạ. Mắt sấp 3 bài đi. Ngày xưa em nhớ là em coi Gian TV là rất hay chiếu MV Hồ Gươm Sáng Sớm. Mà MV đấy là anh Hải rất đẹp trai, rất rạng rỡ, tự tin giới thiệu về cảnh đẹp Hà Nội trong MV đó. Mà cái MV đó làm cho em yêu Hà Nội luôn. Nhưng bây giờ sao? Vẫn rất rạng rỡ, vẫn rất đẹp trai. Tuyệt vời. Vâng, vậy bây giờ thì chúng ta hãy cùng ôm lại Hoa Nắng nào. Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa. Mưa lang thang rơi bước chân buồn âm thầm trên phố dài. Chiều không đáng người đi khuất, còn trên phố đám lá rơi gió thu buồn. Hoa như đang khóc cho bước chân ai mây buồn xa khuất rồi. Nhìn lại phố như trời chợt nắng, nhưng nắng thôi cười. Nhìn lại phố như trời chợt nắng, nhưng nắng thôi cười. Cảm ơn anh Sa và ban nhạc rất nhiều. Hát bèn sướng quá. Sướng quá. Mà bèn hay nữa chứ. Em sẽ là giấc mơ. Giấc mơ.
Là thế thôi em sẽ là giấc mơ, để anh ngủ quên thật sâu, tìm em trốn xa vắng đó. Đừng có anh sẽ yên bình với em, em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi em ngủ quên. Em muốn sống bên trời ngát xanh, khuôn mặt sáng ngời đón anh chiều. Xin đừng có anh hay là thoáng qua, chỉ là giấc và sớm mà sẽ bay. Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi, chút ánh nắng giữa ngày qua rồi, sẽ mãi đi tìm trong mơ. Em giờ đây thật xa vời quá. Trong lòng thế thôi, chút ánh nắng giữa ngày qua rồi, sẽ mãi đi tìm trong mơ. Em giờ đây thật xa vời quá. Wow. Hay quá. Cái hơi hú hồn ấy. Dạ. Mặt ơi sướng như một đứa trẻ. Không, nhưng mà trong một cái tập nào đó mà anh hát bài rock, em nhớ là em có nói một câu rồi, khi mà em chứng kiến anh trên sân khấu, em cảm thấy được một cái đứa trẻ bên trong anh nó đang được trỗi dậy. Và cái đứa trẻ ở đây là trỗi dậy cái niềm đam mê trở lại với âm nhạc. Vì thực sự là đối với em, mình có thể nghỉ xả hơi ít nhất nửa năm năm thôi, hoặc là như Bích Phương nằm ở nhà 2 năm kiểu vậy. Anh nhắm một cái tới 10 năm. Bích Phương cẩn thận giống anh chứ. Anh ơi, em bắt đầu cử động lại rồi. Thôi bây giờ bonus cho tôi thêm cái nữa trước khi hát bài gốc. Nhá nhá, một bài này anh yêu cầu nữa. Tôi muốn làm sao mà cái gương mặt thiệt mà hát cái bài hit của ổng, cái bài mà thương anh thương em gì đó. Vì anh thương em hơn đó, em. Đó, anh cho là cái điệp khúc đó đi. Mà này hát bài đấy nó đau khổ lắm. Vẫn đẹp. Đúng cái điệp khúc đấy thôi. Đã sai từ lúc đầu. Mình chọn bài này xong, mình chuẩn bị bước lên sân khấu để thi cái bài đấy, mình nghĩ tại sao mình lại đi chọn cái bài đã sai từ lúc đầu. Vì anh thương em hơn em thương anh, chỉ biết anh cầm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta dễ đôi, anh đau buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi em hãy nói một lời. Đấy, 4 giờ sáng. Bây giờ là 4 giờ sáng rồi mọi người. Như là mãi mãi vậy chờ. Mà cái kiểu mà bảo người ta nói một lời mà nói như thế thì ai mà dám nói một lời nào. Một làn hơi, người ta hay viết vong là làn hơi cục đình vậy đó. Wow, bởi vậy ngày xưa em nói là em liên là một cái chi tiết anh kể là có những fan từ nước ngoài bay về để gặp ảnh là có thiệt hết. Wow. Dạ, cái mức độ phủ sóng của ảnh ngày xưa là kinh khủng khiếp như cỡ nào. Đúng rồi, không có Thùy Chi ở đây để mình chất vấn ha. Đó. Nhưng mà cái gì mà Thùy Chi nói là có đúng không anh? Cái gì ẩn tình hay cái gì đó không biết. Nghe cái giọng xong mình cứ tưởng tượng ra khuôn mặt ngày xưa đấy. Ngày xưa nhiều ân tình đấy. Em ơi, ông này mà tỏ tình thì chắc run. Đúng rồi ạ. Đúng không? Ấm áp lắm. Thì thực ra là Thùy Chi thì nói chung là hai người cũng thích thích nhau. Ấy cái gì vậy trời? Thích thích nhau. Trong những cái câu chuyện tình yêu của mình, em chỉ để cho em thôi. Em không dám bộc lộ ra, em không dám nói ra cái câu chuyện đấy. Là sao giấu thế? Giấu đấy ạ. Tào Lao, tôi dậy đành đạch. Quy, đừng để chuyện này lắng xuống. Em chuẩn bị sẵn muỗng rồi, em phấy đục nước. Quậy lên. Anh đừng giải thích không? Có được giải thích không? Anh có được giải thích không? Không, thôi được, anh khỏi giải thích gì đó là đủ rồi. Không, nhiều đó rồi. Vậy thôi anh. Vậy thôi. Giải thích gì nữa, gì nữa. Tôi muốn nói chuyện gì lên báo nói. Tổ chức họp báo giải thích lý do. Trời ơi, chấm đọc chuyện này. Tém tém, giấu giấu, ai nghe anh thật thà quá, anh nói luôn. Hèn chi là lúc đó tôi thấy ánh mắt của Chi nhìn kỳ lắm. Có một sự ấp ủng, ngập ngừng. Anh ấm áp lắm. Thì đó. Đó. Ông nói thật là yêu giọng hát của Thùy Chi vô cùng. I love your voice. I love your voice. Vì anh thương em hơn em thương anh. Tập này là tập OTB. Cuối cùng có một real OTB thì cô. Một chiếc thuyền ra khơi. Tuyên bố ngày mai tôi tổ chức họp báo đính chính lại sự việc này. Đừng để chuyện này lắng xuống. Ở trên đời này có hai cái người này là mọi người nên né, đừng bao giờ kêu giữ bí mật. Một là bà cuốn, hai là ông này. Không bao giờ nói dối được cái gì hết trơn.
mà đưa cái gì là khai hết. Không, tụi em cũng không ngờ tới nước cờ này luôn á. Ông Hải ông hiền lành mà ông thật thà một cách khủng khiếp luôn. Câu hỏi cái gì cũng khai. Vừa rồi chỉ là những đoạn nhá hàng xương xương về nội lực của anh Hải thôi. Bây giờ là ca khúc chính nè. Ca khúc mà mình sẽ nghe trọn vẹn cho buổi tối ngày hôm nay. Khán giả theo dõi chương trình đang tò mò là anh sẽ mang đến bài hát nào ạ? Đây là một trong những bài hát và gần đây nhất. Có nghĩa là cũng phải hơn chục năm rồi. Và gần đây nhất hơn chục năm rồi. Gần đây nhất hơn chục gần năm. Gần quá. Gần sát luôn á. Nhắn gió mây rằng anh yêu em. Một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ. Wow, xin mời ạ. Em thích bài này.
này là món quà ông trời ông cho anh rồi. Nói thiệt là có những cái người sinh ra là bản thân họ đã đặc biệt rồi. Nên khi anh cất cái giọng hát lên là mọi người nhận ra anh ngay. Và đó là lý do vì sao mà khi anh ngồi ở nhà anh nghe người ta nhắc mình, mặc dù là chỉ nhắc thôi lúc đó anh đã vui như vậy rồi. Thì ngày hôm nay khi anh đến đây, ba cái người này ghi đúng cái tên mà là tụi em là năm nay là rối não lắm rồi mà gặp anh mừng lắm như mở cờ trong bụng. Mà ghi như vậy thì có nghĩa là anh phải cảm thấy anh rất là hạnh phúc. Bởi vì một thập kỷ mình vắng bóng mà ai cũng nhớ mình mà cất lên cái là người ta nhớ. Thì đó, đây thưa quý vị, ca sĩ mà quý vị 10 năm trước đã gào thét, anh ta vẫn đứng đây và vẫn hát hay như thế này, vẫn đẹp trai sau muối, Hoàng Hải thưa quý vị. Những lời nói của Tấn Thành cũng giống như là tất cả các bạn bè đồng nghiệp của tôi. Hoàng Hải được mọi người nhớ đến. Mặc dù trước khi bước đến cái cuộc thi này thì trong đầu mình nghĩ là được rồi, đây là cơ hội 10 năm mà chắc không ai còn nhớ mình đâu, hoặc là rất ít. Nhưng mà kết quả là không ngờ, trước mặt tôi toàn là những cái đôi tai khủng khiếp. Không thoát được, chạy đâu cho hết nắng. Và vâng, hãy về chuẩn bị đi anh, tiếp tục những cuộc chạy show comeback. Lúc đó thì văn của chương trình rồi, thở lộ diện là show chậu ập tới là đỡ không kịp. Thực sự là phải chia sẻ thêm một điều nữa là trong cái quá trình tham gia The Masked Singer rất nhiều lời mời nhưng mà bản thân Hải không có nhận một show nào hết. Hay quá. Để muốn tất cả những cái cảm xúc của mình được thăng hoa hết ở đây để dành tặng tất cả quý vị. Bây giờ mới bắt đầu chạy nè. Bắt đầu chạy mệt nghỉ nè. Nhưng mà mọi người ơi, giờ em cũng không biết rõ cụ thể anh sinh năm bao nhiêu nhưng mà nhìn cận mặt thấy anh trẻ dễ sợ luôn á. Mình quên cái chuyện tuổi tác. Ở đây không biết là có ai 9X không. Dạ nhưng em. Mà duy nhất đúng không? Dạ, duy nhất tụi em cũng 8X. Mình là đồng niên đấy, 8X. Dạ. À. Bằng nhau. Dạ, mình bằng ý là nhau. Anh rất là trẻ và vẫn đẹp trai như ngày xưa hay là gọi là hoàng tử ballad đấy đấy. Và thưa quý vị, vừa rồi là một tiết mục lộ diện của anh Hoàng Hải và tất cả những lời chúc đẹp nhất anh Chiến Thành đã chương trình gửi đến anh Hoàng Hải rồi. Và chương trình cũng hy vọng rằng anh Hoàng Hải sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Và đặc biệt hơn nữa là bây giờ là lúc anh phải chạy show rồi anh. Khán giả đã mong chờ lắng nghe giọng hát của anh một lần nữa, một thập kỷ rồi. Đó, bây giờ là lúc anh sẽ cống hiến lại với khán giả và sống nhân cảm xúc của mình. Một lần nữa cảm ơn anh Hoàng Hải đã đến với đài The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ bằng nào mùa thứ hai ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. I love you. Chương trình The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ bằng nào mùa 2 trên truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2. Hệ thống nghe siêu dùng giải trí Vion được xem toàn bộ The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Vion tiêu dùng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Hãy cùng chúng tôi phiêu theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Và xin cảm ơn nhà đồng tài trợ, đó chính là Bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và xin cảm ơn đơn vị Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa thứ hai. Và xin được cảm ơn nhãn hàng thời trang đường phố Dirty Coin đã hỗ trợ trang phục giấu mặt cho các mascot chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ sáu tuần sau. Thời gian qua, Hoàng Hải đã được đồng hành và được hóa thân thành nhân vật bố gấu, sống cùng với những bài hát rất hay tại The Masked Singer Việt Nam. Rất là yêu chương trình The Masked Singer và yêu tất cả quý vị các bạn. Và tôi là bố gấu Hoàng Hải. Hẹn gặp mọi người tại concert The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Tuần sau, đêm bán kết, top 4 nghệ sĩ xuất sắc nhất sẽ tiếp tục giao tranh nảy lửa với chủ đề tinh hoa hội tụ. Cuộc đua tranh cúp mặt nạ vàng sẽ càng gây cấn hơn khi có sự trở lại của các mascot kỳ cựu. Xin mời bướm mặt trăng.
À, mệt quá, mùa trước không nhảy, mùa này về đặt nhảy nhảy nữa. Mà nhảy cũng nhảy chung, nhảy bình đơn được rồi. Cái cánh nó nặng hơn anh ơi. Ủa, mẹ có em đưa cánh mình quay một vòng nào. Mới rồi. Wow. Ngày hôm nay sẽ là bản mashup hai ca khúc, đó chính là Lệ Lưu Ly và Các Đôi Nỗi Sầu. Xin mời Tino. Tiếp mục này 4 tiếng là mọi người. Cú ơi, em hỏi thiệt là cú có chắc là cú mời đúng người không chứ nhảy quá. Tôi sợ. Cũng sánh đưa vừa lối lắm à. Em nhảy hên là chị cú không nhảy nha. Thiệt á, tôi sợ cú nhảy xong cú lên đăng xong. Hên quá, cú biết giữ mình. Mà hỏi ngoài lề thôi, nè không có cho chương trình. Hôm nay có quà cáp gì không? Quà gì? Có bạn gái hôm nay tự hát cùng. Hôm nay Joy chơi lớn, công khai số truyền hình thì tôi lo cho Joy thôi. Và chúng ta hãy cùng nhau chào đón người yêu của Voi Bản Đôn, đó chính là Nói về độ biến hóa thì Hà Mã năm nay là con mascot thành công nhất về mảng biến của chương trình. Mà Hà Mã bận đập đuôi cá mà ghê chứ. Bây giờ mà chỉ còn ấn cái bụng đó mà nước nó phun ra nữa là thu tiền chụp hình liền. Dạ, tại vì á, cái vòng trước các cô chú bắt nạt con quá, nên là hôm nay con sẽ gọi bố con đến để nói chuyện với các cô chú. Dạ. Bố ơi bố, bố ra đây con nói nè bố ơi. Bố Nhưng đó chưa phải là tất cả khi có thêm một nhân vật bí ẩn bất ngờ xuất hiện. Một mascot hệ trái cây đầu tiên của The Masked Singer Việt Nam mang tầm cỡ quốc tế giữa Minh Tinh. Lisa, em nghĩ là chị Thu Phương. Ở dưới có ai đón ra dưới không? Dưới nói thấp rồi dưới nói cao là lộ cái giọng khàn ra đó dưới. Ủa bẻ giọng rồi cũng khàn. Bánh bèo rồi nó dễ sợ cái gì không? Đúng rồi, chỉ có những cái người mà thân thuộc ở đây với dưới thôi. Sức máy đoán là được. Nhưng mà dưới đâu có thân với mấy người. Chị hãy cẩn trọng với em đó. Em coi chừng em mất cái lỗ tai vàng đó em. Em mà đáng sai, chị dứa là không bao giờ chị em gặp nhau nữa. Chấn động. Trời ơi. Hãy đón xem tập bán kết The Masked Singer Việt Nam Ca sĩ mặt nạ mùa 2 vào lúc 21 giờ thứ 6 tuần sau. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Hoa Phương, xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VION.